ý thiên. Trọng sinh Tống Thanh Thư, Hoàng Mỹ bắt đầu giới thiệu vắng tắt. www.giaosusun.com nghịch tập trương vô kỵ, ngu xuẩn. Liếng chu chỉ nhược, làm nhân vật phản diện. Giờ khắc này, ta đã nghĩ kỹ những ngày tốt đẹp sau này. Tống Thanh Thư là người nào, thiên phú tuyệt hảo, lịch sự nhân tài, bối cảnh cường đại, danh tiếng vô cùng tốt. Hoàng Mỹ nhân thiết. Tôi tu luyện theo khung phép cũ, theo cha học quản lý, bồi sư tổ trương Tam Phong uống trà. Ngăn cản vợ chồng Trương Thúy Sơn tự vẫn bi kịch, cho dù thất bại cũng không sao. Trương Vô Kỵ ở võ đang hai năm, ta chiếu cố một chút. Lúc rảnh rỗi, ta đi tìm một người tên là Chu Nguyên Chương xin cơm, gây ân huệ mà không cần hồi báo. Anh gặp khó khăn hoặc muốn làm gì đó, âm thầm giúp đỡ vài lần. Trận chiến trên đỉnh Quang Minh lộ ra một tay. Chờ vài năm là xác suất gì? có một sư đệ được xưng là võ công đệ nhất thiên hạ trương vô kỵ sau này hoàng đế là bạn tốt của ta lão tía là trưởng môn võ đang thế lực số một số hai trong võ lâm với nội tình này trên mặt bài này bất luận kẻ nào gặp ta đều cung kính kính gọi một tiếng tống thiếu hiệp theo thời gian tích lũy trương vô kỵ càng ngày càng lợi hại chu nguyên chương càng ngày càng đắc thế bắc rôn mở rộng không giới hạn ta tiêu giao vu giang hồ nhân sinh mỹ sự Nghịch tập trương vô kỵ Chu chỉ nhược Nhân vật phản diện Xuống địa ngục đi Trừ phi tôi bị điên HTTPS www.giaosushin.com Chương 1, trương 3 phong không tuổi đại thọ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, sáng sớm Phía sau núi võ đang là một khối đá xanh khổng lồ một thiếu niên một thân đạo bào khoanh chân mà ngồi. Mặt mày thanh tú, trong tuấn Mỹ mang theo ba phần hiên ngang khí. Ba canh giờ sau, thiếu niên đứng dậy thở dài một hơi, đứng dậy ở trên tảng đá xanh đánh ra một bộ võ đang trường quyền. Đại khai đại hợp, rất có xu thế của mọi người. Tổng sư huynh, tổng sư huynh. Đại sư thúc cho ngươi đi qua một chút. Giữa núi non trùng điệp, trên một con đường nhỏ quanh co, một thân ảnh xuất hiện trong đó bước chân nhẹ nhàng mỗi một bước bước ra đều là năm sáu bậc thang làm cho người ta có một loại cảm giác linh động phiêu giật đây chính là một trong những tuyệt học võ đan thê vân tung đã biết tống thanh thư khí trầm đang điền đáp lại một tiếng hai người mặc dù cách nhau mấy trăm mét nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong tai người nọ thân hình người nọ chấn động trong lòng âm thầm giật mình tống sư huynh nội lực thật mạnh hơi hành lễ xoay người xuống núi Tống Thanh Thư nhìn hình ảnh vui mừng trong núi Võ Đan, thở dài một hơi. Đại thọ trăm tuổi của Thái Sư Phụ Ngũ Sư Thúc Trương Thúy Sơn, Ngũ Thẩm Ân Tố Tố, còn có Trương Vô Kỵ phải trở về. Võ Đan mất bình tĩnh rồi. Lần này nhất định không thể để bi kịch của Ngũ Sư Thúc Trương Thúy Sơn và Ngũ Thẩm phát sinh. Phấn thân nhảy ra khỏi tảng đá xanh, đi tới bậc thang cách đó hơn 10 mét, hướng về đại điện núi Võ Đan mà đi hắn vốn không phải người của thế giới này, xuyên qua mà đến đã nhanh 13 năm. Gần 13 năm thời gian, hắn đã triệt để dung nhập thế giới thật, đem núi võ đang nhìn nhà của mình. Thân phận của hắn chính là con trai của Tống Viễn Kiều, người đứng đầu võ đang thất hiệp. Tống Thanh Thư Mấy năm nay hắn thường xuyên bồi tam sư thúc du đại nham, hữu ý vô ý thử khuyên bảo chuyện trước kia. Để ngăn chặn thảm kịch này. Trong đại sảnh võ đang tống viễn kiều là người đứng đầu võ đan tất cả đều được an bài một cách có trật tự thấy con mình đi vào phất phất tay cho những người khác đi xuống trên mặt tất cả đều là nụ cười ông hài lòng với đứa con trai này là người khiêm tốn hiểu chuyện không chỉ như thế thiên phú võ học cũng cực cao ngay cả sư phụ cũng thường xuyên khen ngợi thanh thư lại đi hậu sơn luyện công rồi phụ thân tống thanh thư khẽ hành lễ cười nói võ đang công pháp chú ý tuần tự tiến hành ta cũng không dám chậm trễ tốt 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 tống viễn kiều liên tiếp nói ba chữ tốt võ đang nội công càng luyện càng về sau tiến bộ càng nhanh tống thanh thư có thể ghi nhớ từng bước một dấu chân rất tốt ngồi đi tống thanh thư chậm rãi ngồi xuống trên mặt có chút nghi hoặc phụ thân gọi ta tới có chuyện gì tống viễn kiều thở dài Nghĩ đến tam đệ du đại nham của mình nằm trên giường không dậy nổi. Đại thọ của sư phụ sắp tới, vốn nên là chuyện cao hứng. Nhưng tam sư thúc của ngươi nhớ tới ngủ sư thúc của ngươi, nhất thời. Thân thể hắn vốn không tốt, có chút lo lắng. Ngươi đi cùng tam thúc đi. Ta đây đi. Tống thanh thư nghe xong không có trì hoãn, hơi hành lễ trực tiếp đứng dậy rời đi. Cho dù phụ thân không nói, hắn cũng chuẩn bị tập thể dục buổi sáng xong ngũ sư thúc trương thúy sơn sắp trở về có một số việc không thể kéo dài tống viễn kiều thấy tống thanh thư rời đi thần sắc hòa hoãn lại tam đệ tuy rằng giữ được tính mạng nhưng trong lòng vẫn có chuyện những sư huynh đệ bọn họ rất nhiều chuyện không biết khuyên bảo như thế nào mấy năm nay nhờ có tống thanh thư ban đầu tống thanh thư thường xuyên chạy đến chỗ tam đệ du đại nham hắn còn răng dậy qua vài lần sau đó hắn phát hiện tính tình tam đệ chuyển biến cũng hiểu nguyên nhân trong đó thất sư huynh bọn họ tình như thủ túc tống thanh thư lại là con nối giỏi duy nhất của võ đăng nhị đại tam đệ đương nhiên coi tống thanh thư như con mình mặc kệ trong lòng có rất nhiều không thuận cũng sẽ không biểu lộ trước mặt hậu bối dần già trong lòng cũng có một tia niệm tưởng đối với tống thanh thư yêu thương vượt xa hắn người cha này trong một tòa biệt viện du đại nham ngồi ở trên giường Nhìn lá cây ngoài cửa sổ, trong mắt lộ vẻ sa sút, hoài niệm. Nghe bên ngoài huyên náo, trong lòng không khỏi nhớ tới 10 năm trước. Khi đó đại thọ 90 của sư phụ, bảy sư huynh đệ bọn họ tề tụ cùng một chỗ. Mà hiện tại, hắn đã trở thành một phế nhân. Ngũ đệ sinh tử chưa biết. Kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Du đại nham thu hồi ánh mắt sa sút, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Thanh thư tới rồi. Vừa mới tập thể dục xong, Tống Thanh thư cười nói: "Cũng không tính, hôm nay hơi sớm một chút, gọi cho phụ thân rồi." Vừa nói, vừa sửa sang lại xe lăn cách đó không xa. Du Đại Nham vốn là người thông minh, đã đoán được ý tứ trong đó. Nhất định là đại ca bảo Thanh thư tới. Nhìn Tống Thanh thư đã lịch sự, trong mắt lộ ra vẻ tươi cười. "Thanh thư, nào, ngồi xuống đi." Tống Thanh Thư buông tay bận rộn, ngồi bên cạnh Du Đại Nham. Lúc hắn đi vào đã thấy vẻ mặt Tam Sư Thúc không đúng, chỉ thấy hắn đến mới thu liễm. Tam Sư Thúc, có việc phân phó. Du Đại Nham trong lời nói có chút cảm thán nói. Chỉ chớp mắt, ngươi cũng 13 tuổi. Ta nghe cha ngươi nói đầu năm ngươi đã xuống núi võ đang một lần. Đúng vậy. Tống Thanh Thư gật gật đầu, hắn cuối năm đích xác đi xuống một lần không giấu giếm đem một ít chi tiết này nói ra. Lần đó cũng không có đại sự gì, cũng chỉ là bồi phụ thân xử lý một ít chuyện giang hồ, đại đa số là xem, nghe. Du đại nham lặng lặng nghe, trên đường không đặt câu hỏi. Thẳng đến khi Tống Thanh Thư nói xong mới mở miệng. "Thanh Thư, ngươi cảm thấy giang hồ này thế nào?" Tống Thanh Thư trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, giang hồ này so với hắn nghĩ loạn hơn. Hoặc là nói rất loạn loạn. Rất loạn. Võ đang có thế bình tĩnh rất khó có. Du Đại Nham cảm động nói. Đúng vậy, giang hồ loạn. Cho nên chúng ta càng phải nghĩa bất dung từ. Thanh thư ngươi nhớ kỹ, trách nhiệm võ đang. Thanh thư ghi nhớ. Tổng thanh thư nói. Trong lòng hắn kỳ thật có rất nhiều ý nghĩ, hoặc là nói không đồng ý. Nhưng anh chưa bao giờ nói thế giới này không phải là thế giới ban đầu của họ thiện cũng tốt ác cũng tốt nói không thông lý không thuận huống chi hắn chỉ là một vạn bối hiện tại chính mình đều tựa vào núi võ đang đại thụ hóng mát thay đổi những người khác ý nghĩ không thực tế đẩy tôi ra ngoài đi dạo một chút hôm nay du đại nham cũng có cảm xúc hiện tại tống thanh thư đã không nhỏ có một số việc phải tiếp xúc mặc dù tống thanh thư thiên tư thông minh nhưng vẫn lo lắng lầm đường lạc lối khắp nơi trên núi võ đang đều bận rộn gian đèn kết hoa tuy rằng sư tổ không thích lễ tiết trường trà nhưng núi võ đang vẫn rất coi trọng mỗi lần sinh nhật đều là đám người võ đang tụ tập trong hành lang ngoài phòng du đại nham nhìn mọi thứ bên ngoài hỏi thanh thư nhị sư thúc của cậu đã về chưa có mấy ngày rồi nhỉ tống thanh thư đáp lại hẳn là nhanh không chừng lần này ngũ sư thúc cũng sẽ trở về hình như bọn họ đã tìm được manh mối của tạ tốn hả du đại nham khẽ ừ một tiếng trong lời nói có chút ngoài ý muốn thanh thư ngươi cũng biết tạ tốn xe lăn dừng lại tống thanh thư ngồi dưới bậc thang nhìn tam sư thúc tam sư thúc ta hiện tại cũng không còn nhỏ điều tra một ít chuyện năm đó lúc trước ngài cùng hải sa phái xuất hiện còn có đồ lông đao dẫn phát đại loạn chờ một chút. Ta đều biết một ít. Bất quá, không rõ, phụ thân ta còn có thúc phụ khác rất ít đề cập tới chuyện này. Du Đại Nham đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó nhíu chặt mày giảng ra. Phụ thân ngươi còn có sư thúc khác là cố ý cho ngươi điều tra đi. Tổng Thanh Thư nói. Hẳn là vậy, dù sao võ đang không có chuyện gì có thể giấu được các vị sư thúc. Hiện tại đồ long đao đã dẫn phát thiên hạ đại loạn, ta sớm muộn gì cũng phải vào giang hồ biết nhiều một chút không phải chuyện xấu du đại nham thấy tống thanh thư muốn nói mà thôi xem có gì muốn hỏi làm sao vậy có nghi hoặc vẫn là những sư thúc khác không nói cho ngươi biết muốn từ chỗ ta biết chút gì đó tống thanh thư đích xác có vài lời muốn nói nhưng hắn cũng rõ ràng chuyện lúc trước là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng tam sư thúc đúng là có một ít lúc trước tam sư thúc bị thương nói đi du đại nham có chút yêu thương nhìn tống thanh thư những thứ này ngươi theo ta không ít có gì nghi hoặc tam thúc nói cho ngươi biết những sư thúc khác biết cũng không sao có vấn đề gì tam sư thúc gánh vác với ngươi tìm thư uyển tống thanh thư hít sâu một hơi đa tạ tam sư thúc tam sư thúc bằng vào thực lực của ngài năm đó hạng người hời hợt không thể thương tổn được ngài cho dù là bạn môn tả đạo cũng không có khả năng du đại nham không đáp lại mà bình tĩnh nhìn tống thanh thư hắn cảm thấy đứa cháu trai này có thể tra được cái gì đó hoặc có ý tưởng gì đó ngươi muốn nói cái gì thiên ưng giáo tống thanh thư nặng nề nói ra ba chữ du đại nham cười cười chuyện này bảy sư huynh bọn họ đều biết chỉ là tiểu bối không biết đúng tiếp tục còn tra xét cái gì tống thanh thư nhìn du đại nham tươi cười do dự hồi lâu tam sư thúc ngươi nghĩ tới báo thù sao hoặc là nói cừu hận trong lòng ngài đối với ai lớn hơn một chút là người khiến ngươi trúng độc hay là người khiến ngươi toàn thân tê liệt du đại nham ánh mắt tập trung hắn biết tống thanh thư từ nhỏ thông minh hiện tại hỏi những thứ này khẳng định có ám chỉ nói đi vì sao lại hỏi như thế lúc tống thanh thư quyết định nói trong lòng đã có một ít ý nghĩ tam sư thúc ngươi từ nhỏ đã rất sủng ái ta cho nên ta đã sớm hạ quyết tâm trong lòng nhất định phải điều tra rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì tôi đã kiểm tra rất nhiều thứ ta nói một chút suy đoán của ta ngài nghe một chút như thế nào du đại nham hơi nhắm mắt đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cậu cậu không muốn nhắc tới nhưng vì cháu trai của mình hắn không thể không vạch trần vết sẹo này không phải tiêu tan mà là muốn xem cháu trai mình trưởng thành như thế nào đây là hy vọng sau này của võ đan con trai của đại ca được người nói đi chương 2, đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ bạn đang nghe tại truyện chấm audio asbigon window asbigon push hồ nháo xa xa truyền đến một tiếng quát to người tới không phải ai khác chính là phụ thân của tống thanh thư tống viễn kiều sau khi hắn xử lý xong chuyện người phía dưới đến thông báo tam đệ đi ra cao hứng rất nhiều trực tiếp tới. Cũng không khéo, vừa vặn nghe thấy con trai mình nhắc lại việc này. Phụ thân. Đại ca. Du Đại Nham, Tổng Thanh Thư hai người hô một tiếng. Đại ca, để nó nói, đứa nhỏ không còn nhỏ, chúng ta cũng nghe một chút. Du Đại Nham cười nói. Không phải các ngươi cố ý rèn luyện đứa nhỏ này sao? Võ đang việc vặt nhiều, nhưng đại sự lại không nhiều. Các ngươi muốn rèn luyện đứa nhỏ này, ngoại trừ chuyện của ta còn có thể có đại sự gì tra xét cũng tốt đứa nhỏ này cũng thương tam sư thúc ta tống viễn kiều thấy du đại nham không thèm để ý trong lòng âm thầm hao tổn tinh thần hắn biết tam đệ chỉ là che giấu loại hận này không thể nào quên nhìn thoáng qua tống thanh thư hơi thở dài nhưng nếu tam đệ đã mở miệng hắn cũng không tiện nói gì thanh thư việc này hơi quá rồi tống thanh thư thấy phụ thân Tam Sư Thúc đều đồng ý, chậm rãi mở miệng. Tam Sư Thúc, lúc trước ngài bởi vì đồ lông đao mà bị thương, việc này chúng ta đều biết. Nhưng sau đó, ngài bị thương, có người theo ngài giải độc, đưa ngài lên núi võ đang là đúng. Vâng. Du Đại Nham nói. Tổng Thanh Thư tiếp tục nói. Tam Sư Thúc, phụ thân. Con đã hỏi qua một số lão nhân trên núi Võ Đan. Lúc trước trên đường Tam Sư Thúc trở về, một chút phiền toái cũng không có. Long môn tiêu cục đến núi Võ Đan, còn kém không quá một tháng. Thời gian dài như vậy, Tam Sư Thúc có nghe thấy phiền toái gì không? Du Đại Nham luôn ghi nhớ ký ức thời đó. Không có, dọc theo đường đi tuy có chút vội vàng, nhưng cũng không đại sự. Thanh Thư, thế đạo này tuy không thái bình, nhưng cũng không phải nơi nơi đều là phiền toái. Long môn tiêu cục cũng là thanh danh bên ngoài. Tống Viễn Kiều nói đúng vậy long môn tiêu cục ở giang hồ địa vị không kém tống thanh thư cũng không phản bác tiếp tục nói đúng chúng ta coi như bọn họ may mắn cũng có thể là địa vị cao nhưng vết thương của tam sư thúc đâu dựa theo trí nhớ cuối cùng của tam sư thúc sau khi hắn té xỉu được người cứu điểm ấy ta có thể lý giải là cao nhân dù sao cao nhân giang hồ cũng không ít phụ thân tam sư thúc các người đối với cao nhân này có ý kiến gì? Du Đại Nham, Tống Viễn Kiều không lên tiếng, mà nhìn Tống Thanh Thư. Lúc trước bọn họ cũng có suy đoán. Nhưng người nọ bọn họ căn bản tìm không thấy, đối phương cũng không lộ diện. Tiếp tục. Tống Thanh Thư nói tiếp. Chúng ta coi như đối phương ngưỡng mộ võ đan, tôn kính võ đan thất hiệp, nhưng vì nguyên nhân cá nhân, không thể lộ diện. Du Đại Nham, Tống Viễn Kiều đồng ý với quan điểm này chúng tôi cũng cho rằng nguyên nhân này. Dù sao lúc trước tiêu ngân cao tới 2.000 lượng hoàng kim, phần thù lao này có thể nói là vô cùng quý giá. Tổng Thanh Thư cũng không phản bác. Chúng ta quay lại nói về thiên ưng giáo. Phụ thân, Tam Sư Thúc, các ngươi cảm thấy thiên ưng giáo thế nào? Trước kia chúng ta không biết, nhưng mấy năm nay chúng ta biết thực lực của thiên ưng giáo. Nội tam đường, ngoại ngũ đàn. Thiên ưng giáo đối mặt võ lâm hào kiệt chèn ép, vây công tuy có xu hướng suy tàn nhưng vẫn tiến lùi có trật tự thực lực như vậy cũng không phải người bình thường có thể so sánh du đại nham tống viễn kiều hai người không có phản bác mấy năm nay thực lực của thiên ưng giáo quả thật làm cho người ta khiếp sợ bởi vì chuyện đồ long đao quân hùng tùy thời mà hành động nhưng thiên ưng giáo vẫn kiên trì đến bây giờ có thể nói thực lực hùng hậu ngươi muốn nói cái gì tống thanh thư trầm giọng nói thứ nhất đã thương tam sư thúc người không phải người bình thường tại thiên ưng giáo địa vị tuyệt đối không thấp thứ hai người cứu tam sư thúc võ công rất lợi hại nhưng không lộ diện thứ ba thiên ưng giáo rất lợi hại chúng ta so sánh một chút lúc trước thiên ưng giáo bị thương tam sư thúc được người cứu dựa theo thực lực của thiên ưng giáo các ngươi cảm thấy bọn họ không tra được người áp tiêu không tra được hành tung thiên ưng giáo nếu đã chuẩn bị hạ tử thủ với tam sư thúc ám khí kia đã là kịch độc bọn họ sẽ thả tam sư thúc về núi võ đan ta cảm thấy sẽ không nhưng tại sao dọc theo đường đi không có bất kỳ chặng đường quy mô lớn nào ngay cả trên quy mô nhỏ chúng ta đều biết thiên ưng giáo có thực lực này nhưng một đường cái gì cũng không có vô cùng thái bình tại sao du đại nham tống viễn kiều trầm tư mấy năm nay bọn họ một mực tìm kiếm biện pháp trị liệu không nghĩ tới những thứ này bọn họ lúc trước đều cho rằng thiên ưng giáo chỉ là thế lực bình thường nhưng mấy năm nay thế lực của thiên ưng giáo đã chậm rãi nổi lên mặt nước hiện tại xem ra chuyện lúc trước khắp nơi lộ ra quỷ dị một tháng hộ tống không có sóng gió gì nếu như nghĩ như vậy đó chính là dọc theo đường đi khả năng có cao thủ hộ tống hơn nữa cùng thiên ưng giáo có quan hệ hoặc có liên quan. Đây mới là nguyên nhân thiên ưng giáo không có truy sát. Thanh Thư, người muốn nói cái gì? Du Đại Nham, Tống Viễn Kiều hai người nhìn Tống Thanh Thư, trong mắt rất hài lòng. Tuổi trẻ như thế có năng lực như thế, có thể gánh vác trọng trách lớn. Tống Thanh Thư lắc đầu. Phụ thân, Tam Sư Thúc, con không muốn nói gì. Ta chỉ muốn biết hận trong lòng Tam Sư Thúc ở nơi nào. Là thiên ưng giáo lúc trước đã thương hắn, hay là đám người sau này giả mạo võ đang thất hiệp hạ độc thủ với ngài du đại nham lúc này trong lòng vô cùng phức tạp hận cái nào nhiều hơn theo nguyên nhân tính toán nếu như không phải hắn bị thiên ưng giáo đã thương hết thảy sẽ không phát sinh nhưng dựa theo thanh thư phỏng đoán cứu hắn người nọ rất có thể cùng thiên ưng giáo có quan hệ không rõ ràng ân oán và tình cảm phân chia như thế nào lại nói người cuối cùng đã thương mình Người nọ một tay đại lực kim cương chỉ đặt ở thiếu lâm tự cũng là lát đác không có mấy. Đám người kia rõ ràng chính là hướng về phía đồ long đao mà đến, nhất định sẽ ra tay với hắn. Hắn tự nhận võ công không tệ, một cái hắn có thể đối phó, một đám khẳng định không được. Như vậy, hắn có bị thương hay không có khác nhau sao? Ta mệt mỏi. Trở về đi. Thanh âm du đại nham vang lên. Tống thanh thư không nói gì thêm, đẩy Du Đại Nham vào phòng. Thanh Thư, tôi muốn yên tĩnh. Du Đại Nham nhìn lá cây ngoài cửa sổ nói. Tống Thanh Thư hơi hành lễ đi ra ngoài. Phụ thân Tống Viễn Kiều đã ở cách đó không xa chờ, vẻ mặt có chút phức tạp. Trong vui mừng mang theo một tia bất đắc dĩ. Vui mừng vì sự trưởng thành, trí tuệ của con trai mình. Bất đắc dĩ là bởi vì hắn cởi bỏ vết sẹo của tam đệ. Thanh Thư, ngươi muốn báo thù cho tam sư thúc vâng tống thanh thư vô cùng khẳng định trả lời thiên ưng giáo cũng tốt đám người giả trang võ đang thất hiệp cũng tốt đều giống nhau thân là đệ tử võ đang tâm tồn đại nghĩa ta hiểu nhưng thù không thể không báo ta vẫn ghi nhớ lời dạy bảo của thái sư phụ phụ thân và các vị sư thúc oan có đầu nợ có chủ ta không phải báo thù cho mình mà là tam sư thúc cho nên ta muốn biết tam sư thúc hận ở chỗ nào hận ai giết loạn, không phải đạo võ đan. Tống Thanh Thư vui mừng gật gật đầu, Thanh Thư nói không sai. Muốn giúp Tam Đệ báo thù thì phải biết kẻ thù thật sự của Tam Đệ. Phân tích của ngươi hôm nay ta sẽ phân tích với các vị sư thúc khác. Đi đi. Sau khi Tống Thanh Thư rời đi đến cửa lớn núi Võ Đan, ngồi một mình trong đó. Hắn biết có lẽ hôm nay, hoặc là tối mai. Nhị sư thúc, Du Liên Chu sẽ mang theo ngũ sư thúc, ngũ thẩm trở về. Dựa theo trí nhớ của hắn, ngũ sư thúc tự vẫn chết đi, có một phần nguyên nhân là vì chuyện của tam sư thúc. Tạ tốn đồ long đao rơi xuống, thảm án long môn tiêu cục. Ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn đều có thể thừa nhận. Võ đang thất hiệp không e ngại quần hùng, nhiều nhất cũng chỉ rút kiếm một trận chiến. Huống chi phía sau còn có vũ lâm thái đấu thái sư phụ. Để cho ngũ sư thúc không thể tiêu tan, hoặc là nói không thể nào giải quyết chính là chuyện của tam sư thúc ngũ sư thúc không chấp nhận được thê tử và ca ca của mình là hung thủ mưu hại tam sư thúc. Võ đang thất hiệp tình như thủ túc, hắn đau lòng. Nhưng thê tử của mình làm bạn với hắn 10 năm, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xuyên. Con còn có một đứa con trai. Một bên là tình cảm trong tay, một bên là thê tử yêu dấu của mình, nhi tử. Giết vợ. Hắn không thể làm thế để Tam ca vì mình buông xuống hết thảy cừu hận, yên lặng thừa nhận hết thảy, thành toàn cho mình. Trương Thúy Sơn làm không được. Tâm khó an, nhất định phải có một cái công đạo. Điều duy nhất có thể làm là chết thay cho vợ. Bằng không hắn không biết như thế nào đối mặt Tam ca, đối mặt võ đan chúng huynh đệ. Thê tử của mình lại như thế nào đối mặt Tam ca, còn có những sư huynh khác. Con trai mình làm sao có thể đặt chân ở võ đan? Cái chết là lựa chọn tốt nhất. Từ phương diện nào đó mà nói, chuyện của Tam Sư Thúc là cộng rơm cuối cùng để chết ngũ Sư Thúc. Dự phòng chăm ta đã tiêm cho Tam Sư Thúc rồi. Hy vọng đừng xảy ra chuyện ngoại ý muốn. Trong mắt Tống Thanh Thư nhìn chân núi võ đang, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn biết rõ ngũ Sư Thúc Trương Thúy Sơn cùng ân tố tố lần này trở về rất vội vàng. Bất kể là bởi vì Trương Vô Kỵ, hay là bởi vì nhị Sư Thúc bị thương những thứ này đều là đại sự hắn nói cho cùng là một vãn bối ngũ sư thúc sau khi trở về lại rất nhiều phiền toái không ai sẽ thông tri hắn cái này vãn bối vãn nhất vãn nhất ân tố tố cùng tam sư thúc gặp mặt vậy hết thảy đều xong rồi cho nên hắn làm hai tay chuẩn bị cái thứ nhất chính là ở trong lòng tam sư thúc đánh một cái dự phòng châm cho dù hắn không chặn được ân tố tố hai người vẫn gặp mặt như trước hy vọng tam sư thúc bởi vì lời nói hôm nay, không nên phản ứng quá mức, không để cho những sư thúc khác phát hiện. Thứ hai, chính là hắn ngăn cản ân tố tố, để ân tố tố không cùng tam sư thúc tránh gặp mặt. Thuyết phục ân tố tố, trực tiếp xuống núi võ đan. Như vậy, bi kịch sẽ không xảy ra. Chương 3, Trương Thúy Sơn vợ chồng về núi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon. Pus, Tống Sư Huynh, Huynh còn không nghỉ ngơi sao? Mặt trời chiều ngã về Tây, khi mặt trời triệt để hạ xuống, có đệ tử nhìn thấy Tống Thanh Thư còn ở cửa hỏi một tiếng. Tống Thanh Thư cười đáp lại. Không cần. Ta đang đợi nhị sư thúc, các ngươi không cần quản ta. Đệ tử hơi hành lễ trực tiếp rời đi. Tống Thanh Thư nhìn đệ tử rời đi, trong lòng có chút cảm thán. Đệ tử võ đang thật sự có chút ít sau võ đăng thất hiệp chỉ có một đệ tử ba đời những người khác đều là ký danh đệ tử màn đêm buông xuống tổng thanh thư thấy chậm chạp không có động tĩnh cũng chỉ đành thôi hôm nay phỏng chừng sẽ không trở về đó là ngày mai trong lòng hắn có chủ ý ngày mai sớm một chút đến chờ ngày hôm sau trời hơi sáng tổng thanh thư không có tập thể dục buổi sáng trực tiếp đi tới sơn môn võ đăng đến trưa dưới chân núi võ đang vang lên tiếng vó ngựa cực nhanh người tới không ít tống thanh thư từ xa đã nghe thấy một lát sau mọi người xuất hiện trước mắt tống sư huynh đệ tử thủ sơn nhìn về phía tống thanh thư trong mắt mang theo ý tứ hỏi thăm bọn họ đều ở núi võ đang thời gian rất lâu mỗi lần thái sư phụ sinh nhật tới đều là một ít người quen nhưng lần này bọn họ một người cũng không biết dưới chân núi võ đang bọn họ không nổi sống tống thanh thư cười cười theo quy củ làm việc là được vừa nói vừa rời khỏi cửa lớn đi về phía cửa nghiêng dựa theo trí nhớ của hắn đại bộ đội tới trương thúy sơn ngủ sư thúc hẳn là không lâu nữa sẽ tới lúc này núi võ đang náo nhiệt hẳn lên từng người từng người bái thiếp thông qua người thu sơn đưa vào đại điện cửa chính tương đối xa một chút bí ẩn một chút nhiều khi là cho người lên xuống núi mua sắm sử dụng Ba canh giờ sau. Tống Thanh Thư nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ đại môn chỗ chuyển tới, không bao lâu liền dừng ở cửa. Người phương nào? Có việc bái sơn môn. Tống Thanh Sơn nhìn thấy người tới hô. Trong thanh âm có chút non nớt không kiêu ngạo không xỉn nịnh. Di, bên trong xe ngựa truyền đến một trận kinh ngạc. Rèm vải đừng bị nhấc lên, một người thò đầu ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh Thư Tống Thanh Thư sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy tới, khoảng cách mấy chục mét nhanh chóng tới. Nhị sư thúc, người. Người này chính là nhị thúc của một trong thất hiệp võ đan, Du Liên Chu. Du Liên Chu ngừng lo lắng của Tống Thanh Thư. Không ngại. Chỉ chỉ Trương Thúy Sơn bên cạnh nói. Đây là ngũ sư thúc của ngươi. Trương Thúy Sơn nhìn Tống Thanh Thư trước mắt, trong mắt tất cả đều là tháng phục. Đây là con trai của đại ca, không ngờ nháy mắt cũng lớn như vậy. Ngũ sư thúc, vào trước đi. Tống thanh thư cung kính hành lễ, nhìn tuyệt sắc nữ tử tựa vào bên người ngũ sư thúc. Vị này. Ngũ thẩm sao? Tiểu tử ngươi. Du liên chu cười ha hả, nhưng bởi vì thương thế trên người ho nhẹ vài tiếng. Trương Thúy Sơn, ân tố tố không nghĩ tới Tống Thanh Thư lại hỏi như thế. Bất quá hai người cũng không phải là người ngu dốt. Ân tố tố tựa vào bên người Trương Thúy Sơn, có thể đoán được cũng không khó. Nhưng điều này cũng nói rõ Tống Thanh Thư tài trí, cùng nhãn lực không tầm thường. Đi vào trước. Tống Thanh Thư không hàng huyên nhiều, dù sao trên người nhị sư thúc cũng có thương tích. Hắn đoán hẳn là huyền minh thần trưởng. Trương Vô Kỵ chính là bị huyền minh nhị lão một trong số đó bắt đi, hắn nghĩ tới nhị sư thúc có thương tích, không nghĩ tới nghiêm trọng như thế ba người đi thẳng vào núi Võ Đan. Du Liên Chu trên người có thương tích, ân tố tố bởi vì lo lắng trương vô kỵ, tàu xe mệt nhọc cũng cần nghỉ ngơi. Ngũ sư thúc, con mang nhị sư thúc và ngủ thẩm đi nghỉ ngơi trước. Tống Thanh Thư dặn dò Trương Thúy Sơn một tiếng, mang theo hai người tránh người lên núi đi về phía sân một mình. Du Liên Chu được an bài ở một phòng đơn. Nhị sư thúc, ta đã cho người thông báo cho Thái sư phụ rồi. Du Liên Chu gật đầu, ngươi hảo hảo chiêu đãi ngũ thẩm ngươi lần này có không ít người tới hiện tại không nên lộ diện phụ thân ngươi thương nghị với các sư thúc khác rồi hãy nói tống thanh thư cung kính rời khỏi thấy ân tố tố trong mắt vẫn mang theo vẻ lo lắng mở miệng an ủi ngũ thẩm không có việc gì thiên đại sự tình tới võ đang đều không có việc gì phụ thân ta còn có sư thúc khác không được chúng ta còn có thái sư phụ thái sư phụ là ngôi sao sáng đương thời yên tâm ân tố tố làm sao không biết nhưng trong chuyện này liên lụy quá nhiều ai cảm ơn tôi gọi cậu là thanh thư được không đương nhiên có thể tống thanh thư vừa đáp lại vừa mời ân tố tố ngồi xuống trong phòng lấy ra một ít vỏ đang khôi phục khí huyết đang dược cho ân tố tố ăn vào ân tố tố cũng không quá khách khí hai người mặc dù không quen biết nhau nhưng bởi vì quan hệ võ đang thân cận hơn rất nhiều. Ân tố tố đối với Tống Thanh Thư cảm quan rất tốt. Trong thiên môn núi võ đang, Tống Thanh Thư biểu hiện không kiêu ngạo không xỉm nịnh, đối mặt với xe ngựa không biết đi tới thiên môn, kịp thời ngăn lại. Sau khi nhìn thấy Du Liên Chu bị thương, võ đang thê vân tung khinh công, rất có thành tựu. Sau đó là quan sát trong xe ngựa, chỉ trong nháy mắt liền phán đoán ra nàng cùng Trương Thúy Sơn quan hệ. Không chỉ như thế, còn trực tiếp mở miệng giảm bớt cái loại này xấu hổ, còn có sau đó giải thích. Cứ như vậy, Trương Thúy Sơn có thể nhanh chóng vào núi Võ Đan, Du Liên Chu Nhị Ca có thể nhanh chóng chữa thương. Bọn họ cũng có thể tránh được những người khác lên núi Võ Đan tìm phiền toái. Mặc dù đều là một ít việc nhỏ, nhưng kết hợp cùng một chỗ sẽ không đơn giản. Đứa nhỏ này, chỉ mới 12-13 tuổi. Thanh Thư, ngươi hôm nay có 13 tuổi không? Ân tố tố chậm rãi mở miệng. Tống Thanh Thư cười nói. Ừ, sắp 13 tuổi rồi. Ngũ thẩm cùng ngũ sư thúc có hài tử sao? Ân tố tố nghe vậy trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Có, hiện tại 9 tuổi. Đáng tiếc. Nói xong, không nói tiếp nữa. Tống Thanh Thư biết ân tố tố lo lắng, hắn cũng biết đây là một cái kỳ nữ tử. Ngũ thẩm. Ta thấy ngài bước chân nhẹ nhàng, trên mặt tuy có dấu vết năm tháng nhưng phong thái vẫn như cũ hẳn cũng là người luyện võ không biết là vị danh gia nào hôm nay vừa vặn là đại thọ của thái sư phụ ta phái người đón bọn họ đến võ đan vừa vặn tụ tập như thế nào bàn tay vốn đang uống trà của ân tố tố hơi dặn có một chút đón võ đan ngẩng đầu nhìn lại tống thanh thư vẽ mặt chân thành than nhẹ một tiếng hiện tại nếu đã tới núi võ đan có một số việc cũng không giấu được. Thanh Thư, ta là người của thiên ưng giáo. Vừa nói, vừa đánh giá biểu tình của Tống Thanh Thư. Dù sao thiên ưng giáo ở trong mắt vô số người đều là tà ma ngoại đạo. Tống Thanh Thư trầm tư vài giây. Thiên ưng giáo, hiện tại đích xác không thích hợp. Vậy qua vài ngày nữa. Vài ngày nữa tôi sẽ cho người đón bọn họ. Nói xong hình như cảm thấy không đúng, vội vàng giải thích. Ngũ thẩm, con không có ý gì khác, con chỉ cảm thấy hôm nay danh môn chính phái nhân quá nhiều. Trong núi võ đang chúng ta có thể bảo vệ họ bình an, chỉ xuống võ đang sợ có chuyện ngoài ý muốn. Ân tố tố vốn cho rằng sau khi Tống Thanh Thư nghe xong thân phận của hắn, có phô trương, phản cảm. Hoặc là nói hắn là yêu nữ. Nhưng không nghĩ tới, Tống Thanh Thư cư nhiên không có bất kỳ cảm giác gì mà là đang suy nghĩ cho nàng. Thanh Thư, thiên ưng giáo là tà ma ngoại đạo ngươi không sợ ta là người xấu sao? Tống Thanh Thư cười cười. Không, ta không quen ngài, nhưng ta quen ngũ sư thúc. Ngươi nếu là thê tử của ngũ sư thúc, đó chính là người của núi Võ Đan. Không phải người ngoài. Ân tố tố lúc này chỉ có một cảm giác, tìm thư uyển có người kế tục Võ Đan. Trả lại tiền đồ cho đứa nhỏ không thể hạn lượng. Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, lịch sự nhân tài, nội công không kém. Kiến thức cũng không kém, không câu nệ chính tà. Đây là chuyện mà rất nhiều người cả đời cũng không nhìn thấu. Cảm ơn. Ngũ thẩm khách khí. Tống Thanh Thư đứng dậy rót cho ân tố tố chén trà. Ngũ thẩm, con có thể hỏi gì một chuyện không? Không phải đồ long đao, mà là thiên ưng giáo. Có thể, hỏi đi. Ân tố tố nở nụ cười, đối với Tống Thanh Thư rất là thích. Mình về sau cho dù không sống ở võ đan con mình vô kỵ cũng phải sống ở võ đan. Tống Thanh Thư và Trương Vô Kỵ không chênh lệch nhiều lắm, thời gian hai người ở chung không ít. Tống Thanh Thư suy tư vài giây. Ngũ thẩm, nếu người là thiên ưng giáo, vậy hẳn là biết cuộc tranh giành độ long đao 10 năm trước. Lúc trước, tam sư thúc ta bị người dùng ám khí đã thương, người đó chính là thiên ưng giáo. Tam sư thúc ta võ công không nói đương thời nhất lưu, nhưng cũng không kém bao nhiêu dựa theo hiểu biết của ngũ thẩm đối với thiên ưng giáo có thể có mấy người nghe vậy nụ cười trên mặt ân tố tố trong nháy mắt động lại ngẩng đầu nhìn về phía tống thanh thư hai người bốn mắt nhìn nhau ánh mắt tống thanh thư không hề né tránh giờ khắc này nàng biết mình đã xem thường thiếu niên này thiếu niên này đối với nàng tôn kính không sai nhưng đối với nàng hoài nghi cũng không ít ngươi biết ta vâng tống thanh thư không hề giấu giếm có chút suy đoán. Ta đã thấy bức họa ngũ thẩm, ngũ thẩm chính là kỳ nữ khuynh quốc khuynh thành, thành thư muốn quên cũng khó. Con gái của một trong tứ đại hộ Pháp Minh Giáo, Bạch mi ưng vương ân chính thiên. Tử vi đường chủ, ân tố tố. Chương 4, Tổng Thanh Thư cùng ân tố tố. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, ân tố tố không nghĩ tới chính mình một cái yêu nữ, bị một cái chính phái truyền nhân khích lệ như thế, ít nhiều có chút không quen. Kỳ nữ, khuynh quốc khuynh thành. Thanh thư ngươi thật đúng là đề cao ngũ thẩm. Tống thanh thư vẻ mặt nghiêm mặt. Ngũ thẩm làm được. Ân tố tố cũng không dây dưa vấn đề này. Ngươi là vì chú ba của ngươi. Những thứ này đều là ngươi tra. Tống thanh thư đáp lại. Phải, hai năm trước ta bắt đầu tiếp xúc một ít chuyện giang hồ. Hơn nữa phụ thân còn có các vị sư thúc cố ý rèn luyện ta, võ đang một ít tại nguyên ta cũng có thể điều động. Cho nên, tra xét một ít chuyện. Tỷ như, tam sư thúc bị thương. Giang Nam đến núi võ đang cách xa nhau như vậy, lộ trình một tháng mặc dù không hề gần sống. Rất không bình thường. Thiên ưng giáo đã hạ sát thủ với tam sư thúc, quả quyết không thể để tam sư thúc quay về núi võ đang. Một đường quá thuận lợi, thuận lợi làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều ngũ thẩm ngươi nói đi võ đang xuất hiện một nhân vật a à, ân tố tố nhìn tống thanh thư trong mắt tất cả đều là tán thưởng tuổi còn nhỏ đã có thể phát hiện người thường không thể phát hiện vậy suy đoán của ngươi là gì tống thanh thư mở miệng nói ngũ thẩm ta nói ngài nghe có gì không đúng anh ngắt lời đây chỉ là suy đoán sẽ không có người khác biết ân tố tố trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt tống thanh thư này trí như yêu được tống thanh thư chậm rãi mở miệng ta lớn mật suy đoán một chút dựa theo phụ thân ta còn có các vị sư thúc miêu tả ngũ sư thúc ngũ sư thúc không giỏi nữ sắc nói trắng ra chính là rất ít khi dạy dỗ phụ nữ nam nữ ở cùng một chỗ tất nhiên có người chủ động ngũ sư thúc ta sợ rằng khó có lẽ là ngũ thẩm ái mộ ngũ sư thúc ta trước sau đó tới gần mới có tiếp theo đúng vậy ân tố tố nhớ tới hết thảy lúc trước đích thật là nàng chủ động đúng vậy tống thanh thư tiếp tục nói nếu cái này thành lập ta liền nói tiếp dựa theo hiểu biết của ta đối với ngũ thẩm thủ đoạn tàn nhẫn không sai nhưng trong lòng cũng có cân nhắc của mình ngũ thẩm đối với hành động của núi võ đan trong lòng có một tia tôn kính bất kể là võ đang thất hiệp cũng tốt, hay là bởi vì thái sư phụ trương tam phong cũng tốt, đúng. Ngươi hiểu rõ ta. Ân tố tố không nghĩ tới tống thanh thư đọc thấu triệt như vậy. Đúng, võ đang thất hiệp trượng nghĩa, thỉnh thoảng có chút cổ hủ, nhưng không trở ngại ta kính nể. Thái sư phụ ngươi ta rất tôn kính. Tiếp tục đi. Nàng biết hết thảy đều giấu không được. Tống Thanh Thư đã đoán được rất nhiều, hết thảy chỉ là vấn đề sớm muộn. Tống Thanh Thư cười cười. Cảm ơn thím ngủ, không nói nữa. Không cần thiết, đều là người một nhà. Biết những thứ này là đủ rồi. Vẻ mặt ân tố tố xuất hiện dao động, chậm rãi nói ra kết luận của Tống Thanh Thư. Ta đối với ngũ ca ái mộ. Tôn kính võ đan. Tam ca bị thiên ưng giáo đã thương, ta là đường chủ tử vi khẳng định biết. Đặc biệt là đại sự liên quan đến đồ long đao, ta không có lý do gì không biết. Đúng không? Tống Thanh Thư vẽ mặt vô tội nhìn ân tố tố. Ngũ thẩm, con còn nhỏ, con mới 12 tuổi còn chưa có 13 tuổi. Ta chỉ nghĩ đến như vậy. Ân tố tố vẽ mặt tươi cười, chuyển biến này. Cậu bé! Nhà ai 12 tuổi yêu nghiệt như vậy? Thanh Thư, ngươi nói những thứ này muốn nói cái gì? Hoặc là nói ngươi muốn ta làm như thế nào? Tống Thanh Thư lộ ra nụ cười tuổi trẻ này hẳn là có vô cùng sáng lạn ngũ thẩm rời khỏi võ đang đi tam sư thúc ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi Từ, ta không được thì thêm con của các ngươi chúng ta cùng nhau cố gắng thái sư phụ ta là nhân vật ngôi sao sáng đương thời ngũ thẩm phụ thân minh giáo một trong tứ đại hộ pháp mặc dù hiện tại đã độc lập đi ra nhưng giao tình còn có tất cả minh giáo mặc kệ tác phong như thế nào ít nhất bọn họ lực ảnh hưởng lớn thế lực cao đương thời chỉ cần có biện pháp chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi cho tam sư thúc ngài nói xem trong lòng ân tố tố lộc bộp một chút nàng nghe ra ý tứ của tống thanh thư ngươi xác định vết thương của tam sư thúc có liên quan đến ta tống thanh thư thấy ân tố tố trực tiếp làm rõ vậy cũng không cần giấu giếm cái gì trong lòng ân tố tố không thể tồn tại may mắn đúng cho dù không phải ngươi cũng là người thân cận của ngươi Thực lực Tam sư thúc ta để ở đó, thiên ưng giáo có thể đã thương người khác, chỉ có mấy người. Những người đó, không có ngoại lệ đều là người thân cận của ngươi. Khi ta thấy ngươi cùng ngũ sư thúc trở về, rất nhiều chuyện ta liền đoán được. Về phần chứng cớ, không cần thiết, ngũ thẩm ngài nói xem. Ngăn cách một khi có, đó chính là ngăn cách. Tất cả mọi người không phải là người ngu muội. Ân Tố tố ánh mắt lóe rụt lại, vẻ mặt vô cùng câu nệ việc này giống như một cây gai đâm vào trong lòng ước chừng 10 năm. Nàng sợ, nàng sợ Trương Thúy Sơn sau khi biết sẽ không tha thứ cho hắn. Nàng biết rõ tình nghĩa của võ đang thất hiệp. Tống Thanh Thư mặc dù có chút phỏng đoán rất gượng ép, thiếu chứng cớ, nhưng kết quả không sai. Vết thương của Du Đại Nham đích xác có liên quan đến hắn. Thanh Thư Tại sao? Nếu ngươi đã biết, tại sao phải giấu giếm? Hoặc là nói, không nói với phụ thân ngươi kỳ thật sư thúc. Tống Thanh thư trầm mặt hồi lâu. Trong lòng tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Một bên là Ngũ sư thúc, một bên là Tam sư thúc. Ta chỉ biết, nếu việc này cho Ngũ sư thúc biết, kết cục tất nhiên bi thảm. Ngũ sư thúc không qua được chém trong lòng, hắn không thể đối mặt với tất cả mọi người. Ngũ thẩm, ngươi cũng không thể đối mặt với tất cả mọi người. Hai tử của các ngươi cũng giống như vậy dựa theo hiểu biết của ta đối với tam sư thúc, tam sư thúc vì ngũ sư thúc sẽ yên lặng thừa nhận hết thảy. Võ đang thất hiệp tình như thủ túc, hắn đã như vậy, quả quyết sẽ không để cho ngũ sư thúc đồ tăng thống khổ. Nhưng ngũ sư thúc đâu? Hắn chịu đựng như thế nào? Hắn không phải một mình, hắn phải chịu trách nhiệm vì ngươi, vì hài tử của hắn. Bị người ta xưng hô cả đời đại hiệp, cả đời thẳng thắng vô tư, cuối cùng lại đeo một cái tên bất nghĩa sau này giáo dục con mình như thế nào con mình sau này lớn lên như thế vô luận là tình huynh đệ hay là trách nhiệm gia đình hắn đều phải cho một lựa chọn hoặc là nói phương thức giải quyết ngũ thẩm ngài nói giải quyết như thế nào ta không nghĩ tới ân tố tố thân thể đang run rẩy lấy nàng thông minh đương nhiên có thể đoán được vì không để cho nàng cùng nhi tử bị chỉ trích theo tính tình trương thúy sơn tất nhiên liều mạng cũng chỉ có thể như thế. Không. Ngũ ca không thể xảy ra chuyện. Đây là lỗi của ta, ta tự mình gánh vác. Ngũ thẩm, gạt đi. Tống thanh thư bất đắc dĩ vang lên. Ngũ sư thúc sẽ cho ngươi thừa nhận sao? Rời khỏi núi võ đan, con của ngươi ta đoán đã xảy ra chuyện. Yên tâm, thái sư phụ nhất định sẽ ra tay. Sư thúc bọn họ sẽ không để hài tử xảy ra chuyện. Lui một bước sau khi ngươi rời đi có thể lợi dụng thiên ưng giáo hỗ trợ tìm kiếm hài tử của ngươi nếu như thiên ưng giáo không được ta tin tưởng phụ thân ngài vì cháu ruột cầu minh giáo hỗ trợ cũng không phải là không thể không phải sao ngươi không bỏ ngũ sư thúc cũng được không bỏ hài tử cũng được đều phải lựa chọn việc này một khi không giấu được tính tình ngũ sư thúc ta đều biết hai tử chúng ta hai bút cùng vẽ võ đan thiên ưng giáo cùng nhau tìm về phần sau mặc kệ đứa nhỏ ở nơi nào cho dù ở núi võ đan ngài đi lên cũng không ai ngăn cản nhiều nhất tránh xa tam sư thúc là được về phần tam sư thúc chúng ta có thể nghĩ biện pháp chữa bệnh sau khi chữa khỏi chúng ta cùng nhau thỉnh tội tình huống hiện tại của tam thúc ngũ sư thúc khẳng định không đành lòng nhưng nếu tam sư thúc khỏe lại thì có chuyển biến ân tố tố trong lòng khó có thể lựa chọn nàng rõ ràng thần tống thanh thư nói không giả cách tốt nhất là rời khỏi núi Võ Đan. Tâm Tồn may mắn nói. Nếu như ta cắn chết không nói, có phải hay không cũng không sao. Thanh âm bi thương cùng không đành lòng của Tống Thanh Thư vang lên, trong đầu không tự giác hiện lên cảnh tượng Tam Sư Thúc nằm ở trên giường. Ngươi có biết Tam Sư Thúc ta mấy năm nay sống như thế nào không? Toàn thân gân mạch đứt hết, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xuyên. Còn không thể nhúc nhích tất cả những gì anh ấy có thể làm là nhìn ra những chiếc lá bên ngoài cửa sổ và nảy mầm từ mùa xuân đến mùa thu mùa đông lá cây đã không còn hắn hoặc là nhìn ngoài cửa sổ mưa rơi xuống hoặc là tuyết trắng bay tán loạn khi gió lạnh thổi qua hãy tự hỏi liệu ngày mai trời sẽ mưa hay tuyết trong lòng hắn không có chuyện gì khác chỉ có chuyện cũ lá cây làm bạn ngoài cửa sổ tôi đã từng hỏi chú ba chuyện ngày đó chú ấy nhớ được bao nhiêu cậu biết chú ba nói thế nào không từng câu từng chữ ghi nhớ trong lòng cái loại hận này thâm nhập cốt tủy tôi đoán lúc trước người đưa chú ba tôi chính là thím ngủ một câu nói của ngươi dù là một câu không liên quan cũng có thể khiến cho trí nhớ và hận thù phủ đầy bụi của chú ba có lẽ tôi đoán sai lúc trước hộ tống không phải ngươi nhưng ngươi thường trú trên núi võ đan người thân cận của ngươi có muốn đến thăm hài tử hay không ngươi có thể cam đoan không bị tam sư thúc nghe thấy. Không cần trong lòng ông may mắn, hoàng kim hai ngàn lượng tiền thù lao, thiên ưng bang có thể có như vậy thủ bút liền như vậy mấy người. Đây cũng là sau khi ta gặp ngươi, trước tiên mang ngươi tới tỉnh dưỡng, nghỉ ngơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân ta còn có một đám sư thúc toàn bộ ở phòng tam thúc. Ngươi rất nhanh sẽ đi qua, ít nhất phải gặp một lần. Giống như ngươi có thể cam đoan người hộ tống Tam Thúc cả đời này không lên võ đan, ngươi cũng có thể lưu lại. Ngũ Thẩm ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lấy hay bỏ như thế nào ngươi tự mình lựa chọn. Đương nhiên, những thứ này dù sao cũng là suy đoán của ta, nếu như tất cả đều sai, Ngũ Thẩm nghe một chút là tốt rồi. Thanh thư cũng chỉ là vì muốn tốt cho võ đan, không có tâm của hắn. Chương 5, Ân tố tố lựa chọn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, vĩnh viễn không lên núi võ đan. Điều này sao có thể? Sắc mặt ân tố tố cay đắng, trong lòng thầm thở dài. Lúc trước người đã thương tam ca chính là nàng. Chuyện cũ phủ bụi 10 năm cư nhiên bị một hài tử chỉ có 12-13 vạch trần. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân ngủ thẩm, con đi xem một chút. Tống Thanh Thư đối với ân tố tố khẽ gật đầu, đi ra ngoài. Ngoài sân, đệ tử võ đang mang theo một người trung niên đứng ở ngoài cửa. Tống Sư Huynh, vị này là người của thiên ưng giáo, bọn họ tới tìm tiểu thư nhà mình. Tống Thanh Thư bảo đệ tử võ đang lui ra, hơi hành lễ với người trung niên. Tống Thanh Thư bái kiến tiền bối. Tiền bối mời đi theo ta, ngũ thẩm đang ở trong viện trung niên trên mặt có chút giật mình, đứa bé này dĩ nhiên không bởi vì hắn là thiên ưng giáo mà mặt lộ vẻ không vui. Ngược lại cung kính hữu lễ. Đa tạ. Hai người tiến vào trong phòng, ân tố tố nhìn người tới sắc mặt lộ vẻ vui sướng. Vô phúc thúc. Người này không phải là người ngoài, nhưng là một trong ba đầy tớ của cha mình. Năm đó ba người bởi vì bị kẻ thù vây công mà được phụ thân cứu. Sau đó vì báo ân vẫn đi theo tả hữu, đồng thời đổi tên Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ. Từ nhỏ cô đã không coi mấy người là người hầu. Bái kiến tiểu thư. Ân Vô Phúc thấy Ân Tố Tố trên mặt vô cùng cao hứng. Mấy năm nay bọn họ vì tiểu thư bình thường nghĩ hết mọi biện pháp. Trước đó không lâu nghe nói tiểu thư lộ diện, ba huynh để bọn họ cẩn tuân lệnh giáo chủ trực tiếp chạy tới. Thanh thư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ân Vô Phúc ân tố tố không quên giới thiệu cho tống thanh thư tống thanh thư sớm muộn gì cũng phải hành tẩu giang hồ có một phần nhãn duyên hơn nữa quan hệ của nàng về sau có thể chiếu ứng nhiều hơn một chút tống thanh thư lại hành lễ bái kiến tiền bối ân vô phúc vội vàng đáp lễ khách khí khách khí ba người ngồi xuống ân vô phúc mở miệng nói lần này chúng ta chuẩn bị hậu lễ đồng thời giáo chủ phi thường nhớ tiểu thư lần này ba huynh để chúng ta cùng đến đây có chuyện gì tiểu thư có thể trực tiếp phân phó ân tố tố ở thời điểm nhìn thấy ân vô phúc cũng có chút nghi hoặc ân vô phúc ân vô phúc ân vô lộc ba người đều là cùng nhau hành động làm sao chỉ có một đã xảy ra chuyện gì sao ân vô phúc cười giải thích một chút nguyên do trong đó thì ra là có người nói năng lỗ mãn với ngũ sư thúc trương thúy sơn ba người ra tay giáo huấn những người khác ở bên kia Ân Vô Phúc lại đây nhìn tiểu thư. Tống Thanh thư ở một bên nghe âm thầm giật mình, ba người này giáo huấn người cũng không phải hạng người hời hợt. Hờ. Ba người kỳ thiên bưu đều là hào kiệt trong một phương tiêu cục, thành danh trên giang hồ đã lâu. Tuy rằng không tính là nhân vật đứng đầu trong võ lâm, nhưng mỗi người đều có tuyệt nghệ riêng. Không chỉ như thế, còn có khai phong phủ thần thương đàm gia một nhà, đó cũng là giang hồ thành danh đã lâu lão nhân. Những người này đều không đơn giản tiểu thư, cô gia bảo ta tới gọi người đi thỉnh an trương chân nhân. Ân vô phúc nói. Trong mắt ân tố tố lộ ra lo lắng cùng một tia sợ hãi. Làm ơn đi an. Tam ca du đại nham có ở đây hay không? Nếu giọng nói của cô bị ba du đại nham nghe thấy. Tống thanh thư nhìn ra ngũ thẩm trong lòng lo lắng, rót chén nước đưa tới. Ngũ thẩm uống trà. Chỗ thái sư phụ bế quan yên tĩnh ở thiên điện, người bình thường không thể đi, không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Ta cũng không quan tâm thân phận ngũ thẩm, thái sư phụ quả quyết sẽ không để ý. Ân tố tố tiếp nhận chén trà nhấp nhẹ một ngụm, nghe thấy tống thanh thư thoại trong lòng băng khoăn yên tâm. Trong lòng nàng đích xác có băng khoăn. Thứ nhất là tam ca du đại nham, thứ hai là thân phận của mình. Tống thanh thư lời này uyển chuyển, nhìn như cái gì cũng chưa nói, lại cái gì cũng nói chỗ trương chân nhân bế quan thiên điện có chút xa ba du đại nham đi đứng không tiện quả quyết sẽ không ở nơi đó tống thanh thư là đồ tôn đầu tiên của võ đan khẳng định quen thuộc với trương chân nhân danh tính của cô ấy không phải là vấn đề đi thôi không thể để các vị ca ca đợi lâu ân vô phúc ân tố tố hai người đi ra ngoài tống thanh thư đứng dậy đưa tiễn lúc trời đi ân tố tố đột nhiên dừng bước trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên định thanh thư lát nữa có thể cần ngươi hỗ trợ ngươi ở chỗ này chờ ta trở về là được rồi ngủ thẩm khách khí thanh thư ở đây chờ tống thanh thư cười đáp lại đưa mắt nhìn hai người rời đi hắn biết ân tố tố đã có quyết định trong lòng xuống núi võ đan trong lòng thở phào nhẹ nhõm đây là hắn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất ân tố tố ly khai núi võ đan võ đang bảy hiệp chiến quần hung. Về phần thực lực của võ đang thất hiệp, hắn một chút cũng không lo lắng. Võ đang sơn nội công càng đến phía sau tiến bộ càng nhanh, những năm này ngoại trường nhỏ một chút thất sư thúc, những người khác đều là đương thời cao thủ. Hơn nửa lần này là quần chiến. Võ đang chân võ thất đoạn trận, tất nhiên dương danh thiên hạ. Chân võ thất đoạn trận, bảy vị đệ tử mỗi người một bộ võ công, đều có chỗ tinh vi ảo diệu nếu hai người hợp lực, thì công thủ trang bị, quy lực đại ám. Nếu ba người cùng sử dụng, quy lực mạnh gấp đôi so với hai người cùng sử dụng. Bốn người tương đương với tám vị cao thủ, năm người tương đương với mười sáu vị, sáu người tương đương với ba mươi hai vị, bảy người tương đương với sáu mươi bốn vị đương thời nhất lưu cao thủ đồng thời xuất thủ. Trận chiến này tất thắng. Hơn nữa là toàn thắng. Tống Thanh Thư đi tới ngoài cửa nhị sư thúc, nhẹ giọng gọi. Nhị sư thúc, thái sư phụ xuất quan rồi. Kẻo kẹt. Du Liên Chu đẩy cửa đi ra, dùng đang dược võ đang cộng thêm tĩnh dưỡng, sắc mặt khôi phục một ít, bất quá vẫn có chút nghiêm trọng. Du Liên Chu nhìn ra Tống Thanh Thư trong lòng lo lắng lắc lắc. Không có việc gì. Nhị sư thúc ngươi sống to gió lớn gì mà chưa thấy qua, việc nhỏ. Đi, đi cùng ta. Tống Thanh Thư cười lắc đầu. Nhị sư thúc không thích hợp ngũ sư thúc trở về, thái sư phụ nhất định rất vui, 10 năm không gặp các ngươi tụ tập, vãn bối ta ở đây không thích hợp. Cộng thêm chuyện đồ long đao này, cần thương nghị. Hơn nữa, ngũ thẩm nói muốn làm quen với núi võ đan, ta dẫn ngũ thẩm đi dạo. Tuy nói võ đan chúng ta không e ngại những người khác, tìm thư uyển tránh một chút cũng tốt, ta quen thuộc núi võ đan là thích hợp. Du Liên Chu cảm thấy Tống Thanh Thư nói có đạo lý, gặp nhau là một mặt, nhất là chuyện đồ Long Đao. Có một số việc đích xác phải thương nghị. Nhìn Tống Thanh Thư trong mắt tất cả đều là vui mừng. Lúc trước ta còn lo lắng ngươi bởi vì thân phận ngũ thẩm mà khách khí, hiện tại xem ra ta lo lắng nhiều. Ngôn ngữ hơi dừng lại, nhớ tới Trương Vô Kỵ bị bắt đi. Ai. Hảo hảo bồi ngũ thẩm ngươi. Tống Thanh Thư ngồi ở trong sân, nghe bên tai thỉnh thoảng dồn dập tiếng bước chân, trên mặt không có chút nào lo lắng chỉ cần ngủ thẩm ân tố tố rời khỏi núi võ đan chuyện tam sư thúc bị thương lúc trước giấu giếm được hết thảy cũng không thành vấn đề về phần sau hư cùng lắm thì một trận chiến lần này núi võ đan bị động như thế chủ yếu là võ đan người quen đều không mời thái sư phụ có thể làm cho người trong thiên hạ tôn xưng trương chân nhân cũng không phải là thổi ra mà là giết ra giao hữu thiên hạ nếu võ đan có chuẩn bị ứng đối với quần hùng thiên hạ thì sao? Danh môn chính phái. Ha ha. Võ Đăng, Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Lôn, Hoa Sơn. Trên mặt Tống Thanh Thư lộ ra một tia chăm chọc, một đám hề nhảy nhót hơn nữa. Võ Đăng thất hiệp đã qua thời kỳ lắng động, hiện tại bất kỳ một người nào cũng là cao thủ nhất lưu đương thời. Trương Thúy Sơn ngủ sư thúc tuy rằng trì hoãn thời gian, nhưng thực lực cũng không kém đệ tử đời thứ hai của môn phái này đều là mặt hàng gì, có thể so sánh với võ đan. Võ đan mấy năm nay có thể được giang hồ tôn sùng, hoàn toàn là thanh danh võ đan thất hiệp xông ra. Tỷ như hắn phụ thân, còn có nhị sư thúc, dù là đối mặt thiếu lâm hiện tại lộ diện cao nhất bối phận, hạng người không cũng có lực đánh một trận. Chương 6, Huyền Minh Hai Lão Hiện Thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon một trận gió nhẹ đánh úp lại, trong đó xen lẫn huyên náo, cuốn quyết. Ngoài đình viện, thỉnh thoảng có người vội vàng chạy qua. Không bao lâu, một người chạy vào, mặt lộ vẻ khó xử. Người này là Chu Nhạc quản lý hậu cần võ đan, Tổng sư huynh, Tổng thanh thư vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì? Chu Nhạc bất đắc dĩ nói ra khổ sở trong đó. Lúc này người tới quá nhiều, chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời chúng ta không biết làm thế nào cho phải. Chúng tôi sợ rằng chúng tôi không được tiếp đón chu đáo. Sư thúc bọn họ đều ở bên Thái Sư Tổ, chúng ta. Tống Thanh Thư hiểu chuyện gì xảy ra, cười nói. Cải trắng đậu hũ là được, võ đang vốn nghèo khó. Đột nhiên có rất nhiều người đến nỗi mọi thứ không được chuẩn bị. Cái này. Chu nhạc một trận khó xử, cải trắng đậu hũ. Tống Sư Huynh, có phải quá? Tống Thanh Thư không đáp lại, mà hỏi ngược lại. Bọn họ tặng quà chút thọ gì? Chuông Nhạc đối với việc này cũng có một chút hiểu biết, trực tiếp đáp lại. Chỉ có Nga Mi phái tặng mới là trọng lễ chân chính. Ngoài 16 màu ngọc quý, còn có một cái áo bào gấm đỏ thẫm, dùng kim tuyến theo 100 chữ thọ khác nhau, công phu hoa quả thật không nhỏ. Những thứ khác đều là mì mừng thọ mua tạm ở trấn dưới chân núi, thương tốt tùy tiện đặt mua lời còn chưa dứt trong mắt có một tia hiểu ra đám người này rõ ràng lai giả bất thiện thái sư tổ đương thời thái đấu lễ bái thọ sao có thể qua loa như thế tống sư huynh ta biết rồi ta sẽ đi làm chỉ là bên sư thúc mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng phải nghe một đám sư thúc an bài loài chuyện này bọn họ không thể tự tiện làm chủ không có việc gì ta đi nói là được tống thanh thư cười nói hơn nữa ta hiện tại cho các ngươi hảo hảo chiêu đãi các ngươi cũng không có biện pháp a à. xảo phụ không bột đố gột nên hồ không phải sao sư thúc đều hiểu chu nhạc cười cười cung kính hành lễ hiểu tôi đi đây ăn cơm ăn cơm gì lập tức đi ngay tổng thanh thư thấy người rời đi trên mặt tươi cười hắn biết rõ ăn cơm không thể ăn cơm đánh xong sẽ không còn mặt mũi Thiếu Lâm đệ tử đối mặt võ đang thất hiệp, cho dù Thiếu Tam sư thúc, sáu chọi bảy cũng là nghiền ép chi cục. Dựa theo tính tình phụ thân có thể lưu vài phần mặt mỏng, khiêm nhượng mấy hiệp. Nhưng tính tình nhị sư thúc ngoài lạnh trong nóng, hôm nay đại thọ thái sư phụ đám người này đánh tới cửa, cũng nhịn không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất cũng chỉ có nửa chén trà. Đậu hũ cải trắng, lãng phí rồi. Võ đang. Đại Hưng A dựa theo trí nhớ của hắn nếu võ đang không ra tống thanh thư tên phản bội này cũng sẽ không suy bại liếm cực phẩm trong chó a à. tống thanh thư nghĩ đến tống thanh thư trong sách trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào vì một chu chỉ nhược mà rơi vào cục diện đó hảo hảo một cái võ đang sơn cho hắn tai hòa xong rồi thiên hạ mỹ nữ không ít như thế nào liền một sợi gân coi trọng chu chỉ nhược thật thái quá rất lâu sau ân tố tố mang theo ân vô phúc, ân vô lộc, ân vô thọ ba người trở về. Sắc mặt ân tố tố có chút tái nhật. Làm sao vậy? Trên mặt Tống Thanh Thư có chút lo lắng, cho rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ân vô phúc, ân vô lộc, ân vô thọ ba người thấy ánh mắt ân tố tố, cùng kính lui ra ngoài. Ân tố tố thở dài một hơi. Thanh Thư, nhờ có ngươi nhắc nhở, nếu không thật sự sẽ xảy ra vấn đề. Võ đang thất hiệp ứng đối thiếu lâm đệ tử, mấy vị ca ca hy vọng ta thay thế người tam sư thúc, để cho hắn dạy ta một bước, kỹ xảo, thay người tam thúc nghênh chiến. Thanh toàn Mỹ danh võ đang thất hiệp. Nếu như ta đi. Vậy. Cô không dám tưởng tượng hình ảnh đó, một khi anh ba du đại nham nhận ra cô. Hậu quả đó. Mặc dù hiện tại đã tránh đi, nhưng nhớ tới vẫn là một trận kinh hải. Tổng thanh thư biết những nguyên nhân này, thấy sắc mặt ân tố tố không đúng trong lòng có chút phỏng đoán cho nên ngũ thẩm ngươi cố ý làm cho nội tức hỗn loạn làm cho mình bị thương ân tố tố nói không còn cách nào khác tôi chỉ có thể lấy lý do lo lắng cho con tôi đưa ta xuống núi võ đang đi được tống thanh thư cũng không hỏi nhiều chỉ cần tránh ngũ thẩm cùng tam thúc gặp mặt là được mang theo ân tố tố còn có ân vô phúc ân vô lộc Ân Vô Thọ ba người nhanh chóng hướng về năm đại sau núi mà đi. Loại chuyện này sớm muộn gì cũng sinh biến. Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ ba người đi theo hai người trong mắt một trận nghi hoặc, nhất là phản ứng của cô gái. Từ chỗ Trương Chân Nhân đi ra liền mang theo một tia lo lắng. "Tiểu thư, tổng công tử." Tổng Thanh thư lúc này đã không có thời gian giải thích, hắn sợ có biến cố. Ân Tố Tố cũng giống như thế nàng đã nghe qua ngũ ca trương thúy sơn giải thích võ đương chân võ thất đoạn trận vô cùng thần kỳ đối với thiếu lâm không thành vấn đề võ đang không cần lo lắng hiện tại nàng lo lắng hài tử của mình còn có ân oán nhiều năm trước cùng tam ca du đại nham bại lộ mấy người đều tự thi triển khinh công xuyên qua cực nhanh coi như có người nhìn thấy cũng chỉ là lặng lẽ ẩn đi dù sao tống thanh thư dẫn đầu võ đang đệ tử sẽ không ngăn cản một lát sau mọi người rời khỏi núi võ đan đi tới dưới chân núi trong rừng rậm ân tố tố lúc này mới có thời gian cùng ân vô phúc ân vô lộc ân vô thọ ba người giải thích nguyên do trong đó bất kể là lúc trước đối với tam ca du đại nham bị thương hay là bởi vì hài tử của mình bị bắt cóc ân vô phúc ân vô lộc ân vô thọ ba người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ chuyện lúc trước ra tay với du đại nham bọn họ cũng biết chỉ là đối với việc trương vô kỵ bị người ta bắt đi không biết lúc này nghe được bác nhiên giận dữ tiểu thư ngươi yên tâm hai tử của tiểu thư quả quyết không có việc gì chúng ta lập tức cho người dò xét tống thanh thư hành lễ với mấy người ngũ thẩm ba vị tiền bối từ biệt ân tố tố đối với tống thanh thư vô cùng cảm kích thảm kịch hôm nay có thể tránh khỏi hoàn toàn là bởi vì tống thanh thư thanh thư đa tạ sau này hành tẩu giang hồ nhớ tới thăm ngũ thẩm của ngươi nhất định. Tống Thanh thư cười đáp lại, xoay người rời đi. Đúng lúc này, Ân Tố Tố nhìn một thân ảnh trong rừng rậm xa xa cực nhanh hiện lên. Người nọ một thân quân phục thác tử, trong tay còn mang theo một đứa bé. Mặc dù không nhìn thấy hình dáng, chợt lóe lên, nhưng nàng lại nhìn thấy quần áo của hai đồng. Đó là nàng tự mình may cho Trương Vô Kỵ. Làm sao cô có thể quên được? Thân ảnh này nàng ngày ngày nhớ nhung. Vô Kỵ vô tận tưởng niệm cùng lo lắng chi tâm bộc phát một tiếng hô lớn trực tiếp đuổi theo ân vô phúc ân vô lộc ân vô thọ không hổ là cao thủ phản ứng vô cùng nhanh chóng trong nháy mắt nghe được ân tố tố hô lên ba người đuổi theo ân vô phúc cũng không quên tống thanh thư mang theo tống thanh thư cực nhanh đuổi theo vừa truy kích tìm thư uyển vừa trống giận đừng đi thả đứa bé xuống thân ảnh trong rừng rậm cực nhanh xẹt qua ân tố tố vốn cũng bởi vì lúc trước cự tuyệt võ đang thất hiệp có nội thương lúc này sắc mặt càng trắng bệch nhưng nàng căn bản mặc kệ những thứ này trong lòng nàng chỉ có hài tử của mình ân vô phúc ân vô lộc ân vô thọ cũng là người từng trải nhìn khinh công của người nọ là biết không phải hạng người hời hợt gọi người một chùm ánh lửa phóng lên trời tống thanh thư bị ân vô phúc kẹp ở trên người nhìn thân ảnh phía trước trong lòng âm thầm lo lắng hướng này chính là lên núi võ đan đừng gặp tam sư thúc mà người nọ hẳn là huyền minh nhị lão trong đó một vị còn có một khả năng ẩn núp ở phụ cận huyền minh nhị lão rất ít khi tách ra ba huynh đệ ân vô phúc tuy rằng không tầm thường nhưng đó là huyền minh nhị lão a đó thật không phải mặt hàng bình thường mục tiêu của hắn là võ đan nhất định là tìm hiểu tung tích của đồ long đao cẩn thận người này có thể đã thương tam thúc ta không phải hạng người hời hợt. Mặc dù thanh âm của hắn rất lớn, nhưng lúc này đã không ai nghe. Ân vô phúc ba huynh đệ ở không có đi theo thiên ưng giáo chủ ưng thiên chính tiền, vốn là hắc đạo trung thành danh đạo tặc, nguyên không tầm thường hạng người. Có chút kiêu ngạo. Bằng không cũng sẽ không bởi vì lúc trước có người nói năng lỗ mãn với Trương Thúy Sơn, trực tiếp chạy tới chặn cửa, còn lấy tiêu kỳ của người khác. Như thế có thể thấy được, đối với thân thủ của mình rất tự tin. Ân tố tố không cần phải nói, từ sau khi kết hôn với Trương Thúy Sơn, trong mắt tất cả đều là Trương Vô Kỵ. Ngày nhớ đêm mong, hiện tại nhìn thấy sao có thể không đuổi theo. Sắp xảy ra chuyện. Tổng Thanh Thư lúc này chỉ có một cảm giác. Sắp xảy ra đại sự. Chương 7, Du Đại Nham Phủ đầy bụi hận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon. Push, hậu điện võ đan. Mọi người tụ tập trong phòng Du Đại Nham. Đám người võ đan vốn muốn ân tố tố thay thế Du Đại Nham thành toàn mỹ danh võ đan thất hiệp. Chưa từng nghĩ hiện tại ân tố tố bị thương, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Võ đan thất hiệp tình như thủ túc, bọn họ không muốn thiếu Du Đại Nham. Đại ca. Cái này. Trận chiến này bọn họ tất nhiên thắng lợi, Du Đại Nham chỉ là tìm người thay thế mà thôi. Lúc này, không ít người đều nhìn về phía lục đệ ân Lê Đình. Lúc trước bọn họ đề nghị không có thương nghị, mà là đều tự đem người thích hợp viết ở trên tay. Những người khác đều viết ân tố tố, chỉ có ân Lê Đình một người viết chính mình vị hôn thê kỷ hiểu phù. Nếu không để hiểu phù tới đi. Đúng vậy. Có thể, cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng ân Lê Đình vốn hy vọng vị hôn thê của mình đến thay thế tam ca, chuyện lúc trước có chút xấu hổ hiện tại nghe nói đại hỷ tam ca huynh cảm thấy thế nào du đại nham cười cười có thể các ngươi gọi hiểu phù tới đây ta dạy hắn bước chân ân lê đình lộ vẻ vui mừng hành lễ với mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài lúc này ngoài cửa có đệ tử đi vào bái kiến các vị sư thúc đại sư thúc tổng sư huynh cùng ân cô nương xuống núi rồi cái gì mọi người giật mình lúc này xuống núi hiện tại các môn phái chính là tới tìm trương thúy sơn cùng ân tố tố nếu gặp tống viễn kiều quát hồ đồ lúc này sao có thể để bọn họ xuống núi sao các ngươi không ai ngăn cản người tới cúi đầu căn bản không dám nhìn tống viễn kiều chỉ là trong lòng chua xót vạn phần dừng lại làm sao ngăn cản a à? tống sư huynh tuy nói tuổi còn nhỏ nhưng khắp nơi đều hiểu chuyện rất nhiều chuyện được xử lý hơn nữa tống sư huynh vốn là nhi tử của đại sư thúc dưới chân núi võ đang có chút sủng ái đi xuống đi du liên chu phất phất tay bảo người tới đi xuống hắn cũng biết người khác nghĩ gì đại ca việc này cũng không thể trách những người khác không nói những người khác chỉ có mấy sư huynh để chúng ta nhiều khi cũng mặc kệ thanh thư hiện tại võ đang đang đối mặt với đại địch mọi người khẳng định cho rằng thanh thư đã nhận được mệnh lệnh của chúng ta những người khác gật đầu đúng vậy đại ca thanh thư hiểu chuyện sẽ không sàng bậy yên tâm thanh thư tuy tuổi còn nhỏ nhưng làm việc có chừng mực trương thúy sơn nhìn tống viễn kiều vẻ mặt tức giận vội vàng giải thích đại ca việc này không thể trách thanh thư nhất định là tố tố lo lắng vô kỵ tại thêm thiên ưng giáo có người đến cho nên mới để cho thanh thư xuống núi đều là nội nhân không tốt tống viễn kiều thấy các vị sư đệ như thế thở dài một trận ai các ngươi chính là quá sủng thanh thư ta là lo lắng là an toàn của đệ mùi a hiện tại các đại môn phái đều tới ra khỏi núi võ đang sợ gặp nguy hiểm mọi người cũng biết tình huống hiện tại đích xác là như thế các đại môn phái trên núi võ đang không thể săn bậy nhưng xuống núi thì không nhất định hơn nữa tống thanh thư rất ít khi rời khỏi núi võ đan các đại môn phái đều không biết vạn nhất cùng thiên ưng giáo bị ngộ thương đại ca đại ca các vị trương thúy sơn nhìn thấy mọi người lo lắng vội vàng nói các ngươi nghe ta một lời điểm ấy mọi người không cần lo lắng lần này thiên ưng dạy tới ba người không phải hạng người hời hợt ba người kỳ thiên bưu đến tìm đại ca cả nhà đàm gia thần thương phủ khai phong đều bị ba huynh đệ ân gia ngăn cản an toàn hẳn là không cần lo lắng mọi người vừa nghe có chút giật mình thiên ưng giáo lúc này người tới thật đúng là không đơn giản trương thúy sơn đem chuyện lúc trước giải thích một phen trong lòng mọi người lo lắng buông xuống rất nhiều không bao lâu nga mi phái kỹ hiểu phù vào trong lòng cô không muốn kháng cự việc này trong lòng cô vẫn vì chuyện của Dương Tiêu mà cảm thấy không xứng đáng với ân Lê Đình. Nhưng sư mệnh khó xử. Bái kiến các vị tiền bối. Không lâu sau, kỷ hiểu phụ đẩy du đại nham ra khỏi phòng. Lúc này quần hùng trong núi võ đang tụ tập, từng trận huyên náo. Lý do rất đơn giản, võ đang thất hiệp đã đi quá lâu. Bên ngoài đại điện, thất đại thần tăng thiếu lâm độc chiếm trung ương, rất có phong phạm quý phái, chỉ lặng lặng chờ đợi cách đó không xa võ đang thất hiệp xuất hiện, vốn huyên náo trong nháy mắt đình chỉ. Không ít người nhìn Du Đại Nham làm xe lăn trong lòng thầm giật mình. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, Du Đại Nham vẫn không thể nhúc nhích, lúc trước vết thương này có thể thấy được không tầm thường. Không ít người lén nhìn Thiếu Lâm. Vết thương này của Du Đại Nham là do Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương chỉ tạo thành, lúc trước trong đại điện mọi người còn tưởng rằng võ đang phóng đại thương thế của Du Đại Nham hiện tại vừa nhìn. Không có chút phóng đại, ngược lại có chút nhẹ. Võ đang cùng võ lâm nổi danh, thêm là còn có một cái trương chân nhân, những năm này đều không chữa khỏi. Vết thương này đặt ở các môn phái khác phỏng chừng đã chết sớm. Thu hận võ đang như thế trong vòng 10 năm bởi vì không có chứng cứ xác thực mà không làm khó thiếu lâm, phần khí tính này người bình thường thật không thể so sánh. Võ đang thất hiệp thật đáng khâm phục. Dưới chân núi Ân tố tố cùng ân vô phúc ba người nhanh chóng đuổi theo huyền minh nhị lão, nhưng mặc dù mấy người một khắc không ngừng vẫn mất đi tung tích. Mà hiện tại đã ở trong núi Võ Đan. Ngũ thẩm. Ngũ thẩm. Tống Thanh Thư trong lòng gấp A, nhìn ân tố tố xông thẳng vào Võ Đan trong núi, hiện tại nếu như đi vào hết thảy đều xong rồi. Vạn nhất tam sư thúc du đại nham phát hiện, vậy. Đụng. Lúc này, bầu trời cách đó không xa truyền đến một thân ánh lửa. Là thiếu chủ. Đi thôi. Ca ca. Ân tố tố, ân vô phúc ba huynh để ba người nhìn thấy tín hiệu biết người tới là ai. Tổng thanh thư trong lòng cả kinh. Ân giả vương cũng tới. Hơn nửa hướng này. Quảng trường võ đan. Mấy người không bao lâu liền nghe thấy một tiếng trống giận của ân giả vương trên không trung tìm thư uyển www v giao su sinh com bỏ đứa bé xuống. Muốn chết. Trên không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng ưng kêu. Trong quảng trường võ đan, võ đan thất hiệp và thiếu lâm vốn chuẩn bị luận võ. Ân giả Vương trống giận một tiếng vô cùng rõ ràng truyền vào trong quảng trường. Hai tử. Chuyện gì xảy ra, võ đan đã xảy ra chuyện gì? Võ đan thất hiệp sắc mặt đại biến, khó được là bắt đi Trương Vô Kỵ người đến võ đan đúng rồi. Người nọ chính là vì đồ long đao, chuyện hôm nay võ đang khẳng định không giấu được. Chính là hắn. Chính là hắn. Ngay khi mọi người cùng võ đang thất hiệp nghi hoặc, du đại nhàm hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ vô tận. Thanh âm bi phẫn vô tận vang lên trên không trung. Phốc. Bởi vì quá mức kích động, trực tiếp từ trong xe lăn ngã xuống. Nhưng mặc dù như thế, hai mắt đỏ bừng vẫn gắt gao nhìn chầm chầm phương hướng kia tam ca tam đệ chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra vô số võ lâm mọi người cũng là vẻ mặt mờ mịt du đại nham kích động như thế rốt cuộc vì cái gì chính là người kia làm cho ta trúng độc chính là thanh âm này ta cả đời này cũng sẽ không quên xung quanh một mảnh xôn xao người làm du đại nham bị thương lên võ đan còn có đứa bé kia Hai người cộng lại, loại thù hận này đổi lại bất luận kẻ nào cũng không nhìn được. Võ đang thất hiệp phi thân mà đi. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng quát to non nớt. Buông tống thanh thư ra. Có chuyện gì đối với ta tới, ta mới là Trương Vô Kỵ. Chương 8, ta mới là Trương Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon, window, Asbigon, push, Thanh thư. Vô Kỵ Võ đang thất hiệp sắc mặt đại biến, không chút do dự trực tiếp chạy tới. Lúc trước đã có người đến thông báo Tống Thanh thư xuống núi, bọn họ đang lo lắng an toàn. Không nghĩ tới lúc này đã gặp nạn. So sánh với khinh công của Võ đang thất hiệp, thân ảnh Trương Tam Phong một thân mà qua, làm cho người ta theo không kịp. Trương Tam Phong vốn ghét ác như thù, chỉ là lớn tuổi mới bắt đầu tu thân dưỡng tính. Lúc này hai đồ tôn của mình đều bị hại, hắn làm sao có thể nhẫn? người trong võ lâm vốn có người muốn ngăn cản trương thúy sơn rời đi sợ hắn một đi không trở lại nhưng nhìn trương chân nhân động thủ nội lực vốn vận động toàn bộ bình ổn lại đây chính là trương chân nhân hạng người thiếu lâm không lúc trước đưa ra tỷ đấu đều là ba chọi một những người này tuyệt đối không phải địch thủ nhìn xem đi đi thôi quả quyết không thể để cho trương thúy sơn đi người nọ bị thương du tiền bối quả quyết không thể để hắn rời đi chúng ta đi hỗ trợ đúng tiểu nhân như thế tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi võ lâm nhân đều có tâm tư riêng toàn bộ hướng thanh âm vang lên lúc trước mà đi trên một đình lâu một lão tử mặc quân phục thác tử trong tay cầm một hài tử chung quanh là ân tố tố ân vô phúc ba huynh đệ còn có ân giả vương cùng một loại cao thủ thiên ưng giáo lúc này chung quanh đã một mảnh không trọn vẹn rõ ràng đã đại chiến một hồi người nói người thác tử uy hiếp là tống thanh thư không phải vô kỵ ân giả vương cắm máu tươi bên miệng nhìn tống thanh thư hỏi thăm đúng tống thanh thư thấy ân tố tố muốn mở miệng trực tiếp đáp lại cậu cháu mới là trương vô kỵ người trong tay thác tử là tống thanh thư là con trai của đại bá ta ân tố tố Ân vô phúc ba huynh để vẽ mặt mờ mịt. Tổng thanh thư. Trương vô kỵ. Cái này. Bọn họ rất rõ ràng tống thanh thư đang nói dối. Ân tố tố mặc dù trong lòng có nghi hoặc, có thể thấy được ánh mắt tống thanh thư kiên quyết, không có nghĩ nhiều trực tiếp phối hợp. Tống thanh thư đứa nhỏ này thông minh hơn người. Hiện tại con mình đang ở trong tay thác đác, hơn nửa thân thủ thác đác này còn hạng nhất. Có lẽ tống thanh thư có cách. Anh. Đúng. Vị bên cạnh mới là cháu ngoại của ngươi, vị nào là con của võ đang thất hiệp Tống Viễn Kiều. Lúc trước lúc chúng ta trở về, vừa vặn gặp Tống Thanh Thư. Ngươi nọ bắt nhầm rồi. Ân vô phúc ba huynh để thấy ân tố tố nói như thế, cũng không nói gì. Chỉ có thể sau này cùng ưng giả vương giải thích. Tống Thanh Thư. Con trai của Tống Viễn Kiều. Ân giả vương cười to ba tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi con của hắn có liên quan gì tới ta? Chỉ cần cháu ta vô sự là được. Trên không trung một tiếng ưng minh, hắc ưng trực tiếp rơi vào trên cánh tay. Phong bị lúc trước, cảnh giác toàn bộ biến mất. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta ngốc sao? Chúng ta bắt nhầm người, buồn cười, buồn cười. Trong mắt thác tử lộ ra một tia châm chọc, căn bản không tin những lời nhảm nhí này. Tống Thanh Thư hô to. Các ngươi bắt được Tống Thanh Thư, khẳng định nghiêm hình bức cung các ngươi có hỏi ra thứ gì không có phải cái gì cũng không có hay không các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao đứa nhỏ này sao mạnh miệng như thế bởi vì hắn căn bản không biết hắn nói cái gì loại cực hình này của các ngươi người lớn cũng không thể thừa nhận một đứa nhỏ làm sao có thể thừa nhận thác tử trong lòng cả kinh nghi ngờ trong mắt giảm đi vài phần sau khi bọn họ bắt được đứa nhỏ thì tra tấn đủ loại, nhưng đứa nhỏ này cái gì cũng không nói. Không bình thường. Lúc trước bọn họ còn đang hoài nghi đứa nhỏ này vì sao có thể kháng như thế. Thì ra là căn bản không biết. Đứa nhỏ trong tay mình, trọng tình trọng nghĩa như thế, nếu như là võ đang tống Viễn Kiều con trai, thật đúng là có khả năng. Ha ha, cho dù người này là con của Tống Đại hiệp, vậy cũng không tính là chuyện xấu. Trương Ngũ Hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên, quả quyết sẽ không vì tạ tốn mà mặc kệ cháu trai hắn. Nói cái gì? Ân giả vương lúc này đã đi tới Tống Thanh Thư cái gì đó, có chút sủng ái, một tay đặt ở trên đầu Tống Thanh Thư. Đi, cùng cửu cửu về thiên ưng giáo. Chuyện võ đăng này, võ đăng bọn họ tự mình giải quyết. Ba huynh đệ ân vô phúc liếc mắt nhìn nhau, chuyện này. Tống Thanh Thư lúc này cũng diễn trò. Cửu cửu, phụ thân ta, mẫu thân dạy ta phải làm người chính trực. Bọn họ muốn bắt chính là ta, ta không thể để Tống Thanh Thư đến ta chịu tội. Huống chi, nó là con trai của đại bá ta, không thể vì ta mà xảy ra chuyện. Ta tới đổi Tống Thanh Thư. Ngươi thả hắn ra. Ưng giả vương căn bản không nhìn đứa nhỏ, mà liếc ân tố tố một cái. Cổ hủ. Hảo hảo một hài tử dạy cho ngươi thành cái dạng gì. Đi thôi. Nói xong, căn bản không cho thời gian cự tuyệt, mang theo Tống Thanh Thư rời đi. Ân tố tố trắng trước mặt. Ca, đó là con của đại ca, bây giờ muội đã là vợ của Trương Thúy Sơn. Chúng ta không thể rời đi. Con của đại ca đã xảy ra chuyện, chúng ta tâm khó an. Chúng ta không thể để cho thác tử rời đi. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, chờ người võ đang tới là được. Ân giả vương căn bản không dây dưa với ân tố tố, hắn cũng không muốn xen vào việc này nếu thác tử là người bình thường thì dễ nói giúp một tay cũng được nhưng thác tử kia không đơn giản chỉ vài hiệp hắn đã liên tiếp bại lui đánh tiếp không chừng chính mình cũng ngã xuống nơi này nhìn ba huynh đệ ân vô phúc bên cạnh mang theo tiểu thư đi ân vô phúc ba huynh đệ hiện tại là có cực khổ nói đi tiểu thư hài tử còn ở trong tay người kia cách đó không xa Huyền Minh nhị lão một trong nhìn trong tay đã hôn mê trương vô kỵ, lại nhìn một chút ân giả vương chuẩn bị mang theo trương vô kỵ rời đi. Ân giả vương là ai? Tuy rằng tâm ngoan thủ lạc, nhưng cũng có tình có nghĩa. Nếu như trên tay mình thật sự là trương vô kỵ, ân giả vương có thể trực tiếp không để ý. Ân tố tố là thịt trong lòng bạch mi ưng vương, ân giả vương đối với muội muội này cũng vô cùng yêu thương. Con trai của em gái sao có thể mặc kệ? Ha ha, không hổ là con trai của Trương Ngũ Hiệp, từ nhỏ đã có lòng hiệp nghĩa. Chúng ta vốn là vì hạ lạc tạ tốn, chúng ta cũng không muốn đối địch với võ đan. Tốt. Trương Vô Kỵ ta đồng ý ngươi đổi tống thanh thư. Lại đây. Ân giả vương giống như kẻ ngốc nhìn thác tử. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ân vô phúc, đi. Căn bản không để ý tới, trực tiếp rời đi. Để cháu mình đổi một đứa con trai tống viễn kiều, trừ phi hắn có bệnh về phần mùi mùi mình bình thường hồ nháo thì thôi lúc này không được đổi người đừng nghĩ tống thanh thư chết rồi thì chết ân tố tố nhìn thoáng qua ba huynh để ân vô phúc quát to một tiếng động thủ chạm vào ba người ân vô phúc đột nhiên xuất thủ với ân giả vương đoạt lấy tống thanh thư muốn chết ân giả vương trống giận một tiếng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ân vô phúc ba huynh để dám đối với hắn xuất thủ đồng ý ân tố tố cái loại này hoang đường hành động cách đó không xa chỗ ẩn nút một người thân ảnh cực nhanh chạy tới người này chính là một trong huyền minh nhị lão vẫn che giấu trong đó người nọ trực tiếp đi về phía tống thanh thư oanh ân giả vương tuy rằng phẫn nộ nhưng nhìn thấy có người ra tay với tống thanh thư căn bản không nghĩ nhiều trực tiếp chắn ở phía trước ba huynh đệ ân gia cũng như thế nguyên bản huyền minh nhị lão cưỡng chế trương vô kỵ trực tiếp vứt bỏ trương vô kỵ trong tay bay thẳng qua chỉ cần có trương vô kỵ tung tích tạ tốn là có thể biết lên núi võ đang cái gì hoàn toàn làm điều thừa lúc này ân giả vương còn có ba huynh đệ ân vô phúc đang đối phó một người ân tố tố bảo vệ ở bên cạnh tống thanh thư nhìn trương vô kỵ bị ném ra ngoài tâm treo lơ lửng buông xuống Thanh Thư. Đi. Đi thôi. Cô đã biết con mình không có việc gì, hiện tại có việc chính là Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư nhìn huyền minh nhị lão cực nhanh mà đến, nhìn về phía ngũ thẩm cười nói. Ngũ thẩm. Nơi này là núi Võ Đan. Thái sư phụ ở đây. Từ lúc trống giận đến bây giờ, thời gian đã đủ rồi. Ngay tại huyền minh nhị lão cho là mình muốn thực hiện được thời điểm, Cách đó không xa một thân ảnh cực nhanh lại đây, một thân màu trắng đạo bào. Tiếp được Trương Vô Kỵ đồng thời một chưởng đánh ra. Nội lực hùng hậu ở trên không trung hình thành chấn động thật lớn. Không tốt. Một trong hai lão huyền minh vốn chuẩn bị cướp Tống Thanh Thư, trong lòng cả kinh. Hắn biết Trương Tam Phong đến. Đây chính là Thái Đẩu. Chính mình quả quyết không phải địch thủ. Nhưng trong lòng cũng có hận ở trên không trung xoay người một cái cực nhanh rời đi nhưng lúc rời đi cũng không quên trả thù một phen một trưởng đánh trúng nội lực hùng hậu trút xuống ân tố tố mặc dù có thương tích cũng không ít do dự trực tiếp chắn ở phía trước tống thanh thư mặc dù bị bảo vệ ở phía sau nhưng vẫn bị ảnh hưởng ân tố tố cùng huyền minh nhị lão khác biệt không phải một điểm rưỡi tống thanh thư chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận quay cuồng đau đớn thật lớn đánh úp lại phốc. Ngủ thẩm, đi. Đi. Còn chưa kịp nói xong, một ngụm máu tươi tràn ra, trực tiếp hôn mê. Huyền Minh nhị lão trực tiếp chạy xa, Trương Tam Phong đem Trương Vô Kỵ trong lòng giao cho ân tố tố. Nhanh chóng tới xem xét Tống Thanh Thư hôn mê, một cổ chân khí vận chuyển vào. Ân tố tố ông Trương Vô Kỵ vô cùng cấp bách nói. Trương chân nhân, Thanh Thư không sao chứ. Trương Tam Phong thở dài một hơi bất đắc dĩ, nghỉ ngơi nửa tháng là tốt rồi. Ân vô phúc, ân vô phúc, ân vô lộc. Ân giả vương nhìn ba người, quát lạnh một tiếng. Ba người có vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng ra tay với ân giả vương. Thiếu chủ. Anh. Ân tố tố nhìn sang. Ân giả vương phất phất ống tay áo, hắn cũng không phải kẻ ngốc đương nhiên biết ai mới là cháu hắn. Đối với trương chân nhân khẽ hành lễ. Trương chân nhân hữu lễ, đi thôi. Lúc này các đại môn phái đã chạy tới, nhìn ân tố tố trong lòng hai đứa nhỏ, một trận mơ hồ. Tổng thanh thư, Trương vô kỵ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ít người cũng mơ hồ, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm công bọn họ lúc trước tuy rằng cách xa, nhưng cũng nghe được tình huống nơi này. Trương vô kỵ, rất nhiều người căn bản là chưa từng thấy qua tống thanh thư cũng vậy thanh thư thanh thư thanh thư vô kỵ võ đăng thất hiệp nhanh chóng chạy tới thấy hai người không có việc gì trong lòng vạn hạnh ân tố tố hai vợ chồng trương thúy sơn vô cùng cảm kích thi lễ với tống viễn kiều đa tạ đại ca lần này thua thiệt thanh thư chúng ta thay vô kỵ tạ ân ân cứu mạng của thư tình chúng ta tình như tay chân thanh thư lớn hơn vô kỵ chiếu cố vô kỵ là việc nên làm tống viễn kiều đỡ hai người dậy lắc đầu nhìn ân tố tố hỏi đệ mùi nơi này vẫn chỉ có mấy người các ngươi sao ân tố tố đáp lại đúng ngoại trừ hai tên thác tử kia chỉ cần chúng ta vậy trong lòng tống viễn kiều dâng lên một dự cảm không tốt không chỉ có tống viễn kiều những người khác cũng là như thế bọn họ tới nơi này cứu đứa nhỏ không sai nhưng Du Đại Nham bị thương, thật thống hận. Người đàn ông ở ngay đây. Trương Thúy Sơn thân thể đều đang run rẩy. Tố Tố, trước đó trống giận mới hạ hai tử người, là ai? Ân Tố Tố bởi vì bị thương có chút tái nhợt mặt, lúc này giống như tỉnh mịch. Nhìn ánh mắt võ đang thất hiệp, thân thể run rẩy. Cô biết không giấu được. Tam ca Du Đại Nham nghe ra thanh âm của ca hắn. Hết thảy giống như Tống Thanh Thư nói, tam ca đối với cổ ký ức kia khắc ghi trong lòng, loại hận này ăn sâu vào tận xương tủy. Ngũ ca Các vị ca ca, lúc trước Lúc trước tam ca trúng độc Chương 9, Thiếu niên anh hào, Tổng Thanh Thư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Khủ 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 Trong một viện truyền ra vài tiếng ho nhẹ, thủ vệ ngoài cửa vô cùng sốt ruột nhanh chóng chạy vào đụng. Hai người đi vào liền thấy Tống Thanh Thư từ trên giường đi xuống, đi chưa được mấy bước trực tiếp ngã sắp xuống đất. Tống Sư Huynh Tống Sư Huynh Tống Thanh Thư không kịp xem xét thân thể suy yếu, một tay kéo chặt Hạ Sư Đệ. Trên mặt vô cùng sốt ruột. Hạ Sư Đệ, ta hôn mê bao lâu? Tình huống bên ngoài thế nào? Tống Sư Huynh, anh đã hôn mê một ngày rồi. Vương Hạ trực tiếp đáp lại bên ngoài. Nhìn ánh mắt sốt ruột của Tống Thanh Thư, muốn nói mà thôi. tổng Sư Huynh, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi thông báo cho các sư bá khác. Tống Thanh Thư từ sắc mặt hai người, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Khó có được. Hạ Sư Đệ. Vương Hạ lắc đầu. Tống Sư Huynh, chuyện ngày hôm qua tôi không biết rõ lắm. Ngươi có thể hỏi các sư bá khác. Lúc này, người bên ngoài bưng thuốc đi vào. Tống sư huynh, đây là thuốc đại sư bá dặn dò. Bảo ngươi sau khi tỉnh nhất định phải uống. Tống thanh thư tiếp nhận thuốc, trầm mặt mấy giây. Ngũ sư thúc, còn có ngũ thẩm, có phải đã chết hay không? Tống sư huynh. Mấy người đang chuẩn bị khuyên bảo, lại bị tống thanh thư trực tiếp cắt đứt. Nói cho ta biết. Mấy người thở dài một tiếng, bọn họ tới nơi này trước khi, đại sư bá liền dặn dò qua không thể nói cho tống sư huynh tin tức này. Lo lắng tống thanh thư thương thế nặng thêm. Tống sư huynh lúc trước liều mạng cứu trương vô kỵ, người trong võ lâm đều biết. Tống sư huynh chính là thiếu niên anh hào, trọng tình trọng nghĩa. Nếu để cho tống sư huynh biết, vậy khẳng định sẽ bị đả kích. Tống sư huynh, huynh. Một người còn muốn khuyên bảo, tống thanh thư khoát tay áo, trực tiếp uống thuốc, tựa vào bên giường, phất phất tay. Ta biết rồi. Ta không sao, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mấy người thấy Tống sư huynh như thế, nhìn nhau vài lần, cung kính hành lễ đi ra ngoài. Nhanh chóng chạy đi thông báo cho đại sư bá bọn họ. Tống Thanh Thư nhìn lá cây ngoài cửa sổ, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Vẫn là đã chết. Sao lại chết chứ? Vẫn không thể ngăn cản. Ai lúc trước huyền minh nhị lão lên võ đan hắn liền hoài nghi muốn xảy ra chuyện cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lừa dối huyền minh nhị lão như vậy kết quả không sai hắn ngăn cản huyền minh nhị lão lên núi võ đan hắn cũng không có gì nguy hiểm nhưng ngũ sư thúc trương thúy sơn và ngũ thẩm ân tố tố vẫn chết thanh thư thanh thư ngoài cửa truyền đến một trận bước chân dồn dập còn có tiếng la hét cửa chính trực tiếp bị đẩy ra tống viễn kiều nhìn tống thanh thư tựa vào cửa sổ nhanh chóng đi qua trực tiếp dò xét phụ thân con không sao tống thanh thư nhìn sắc mặt có chút suy yếu của phụ thân tống viễn kiều thở phào nhẹ nhõm mặc dù sư phụ nói không sao nhưng hôn mê một ngày hắn sao có thể không lo lắng nguyên bản hắn bởi vì cùng trương vô kỵ chữa thương liền tiêu hao quá độ cần khôi phục nhưng nghe thấy con mình tỉnh lại cái gì cũng không để ý trực tiếp chạy tới được 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 trên khuôn mặt có chút mệt mỏi của tống viễn kiều lộ ra nụ cười tỉnh dưỡng nửa tháng là tốt rồi nghỉ ngơi thật tốt tống thanh thư gật đầu phụ thân sắc mặt người không tốt đi nghỉ ngơi trước đi ta không sao có hạ sư đại chiếu cố ta là được tốt tốt tống viễn kiều muốn ở bên tống thanh thư nhiều hơn nhưng trương vô kỵ không thể trì hoãn ngươi nghỉ ngơi cho tốt phụ thân đi rồi tống thanh thư đưa phụ thân ra ngoài trong lòng hắn có rất nhiều tiếc nuối cũng không có hỏi thăm hắn nhìn ra phụ thân rất mệt mỏi phụ thân mặc dù cố gắng che giấu nhưng căn bản không che giấu được mệt mỏi ngũ sư thúc ngũ thẩm đã chết kết cục đã định trước sớm một chút biết muộn một chút biết cũng không khác nhau trương vô kỵ sao vẫn trúng huyền minh thần trưởng hai ngày sau Tống Thanh Thư đều ở trong phòng, tỉnh dưỡng điều dưỡng, hạ sư đệ vẫn ở bên cạnh hắn. Bất quá đại đa số đều là tán gẫu, rất ít nói đến chuyện ngày đó. Có thể là sợ Tống Thanh Thư lo lắng. Ngày thứ ba, Tống Thanh Thư đã có thể triệt để xuống giường, nội thương trên người chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Đứng dậy đi ra ngoài. Tống Sư Huynh. Ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi. Vương Hạ ở một bên hỏi tống thanh thư cười cười không cần ta đi xem con của ngũ sư thúc các ngươi không cần đi theo ta ta hiện tại đã khôi phục nội thương tự tự điều trị là được vương hạ nhanh chóng nói tống sư huynh trương vô kỵ bị thương mấy ngày nay vẫn luôn trị liệu chỉ sợ không có việc gì ta liền nhìn xem tống thanh thư đáp lại một tiếng hướng về nơi thái sư phụ bế quan mà đi tử tiêu điện hậu Vài tên đệ tử thấy Tống Thanh Thư cung kính hành lễ, trong mắt tất cả đều là kính nể. Hiện tại người trong võ lâm vô cùng bội phục Tống Thanh Thư. Mới 13 tuổi đã đại nghĩa như thế, vì cứu Trương Vô Kỵ mà bỏ mạng mình. Tống sư huynh. Tống sư huynh. Tống Thanh Thư nhìn đệ tử võ đang khẽ gật đầu, hắn nhìn ra tâm tình bao hàm trong mắt mọi người. Hắn vốn chỉ muốn ngăn chặn bi kịch, không nghĩ tới ngăn cản không được chính mình ngược lại thành danh nhân thiếu niên anh hào thế sự khó liệu a à? đồng đông. tống thanh thư ở ngoài cửa gõ vài tiếng thái sư phụ các vị sư thúc thanh thư cầu kiến vào đi trong phòng truyền đến thanh âm có chút mệt mỏi của trương tam phong kẻo kẹt cửa lớn bị đẩy ra tống thanh thư nhìn tình huống bên trong hơi sửng sốt võ đang thất hiệp ngoại trừ tam sư thúc du đại nham những người khác toàn bộ ở trong đó đều tức, trên mặt tất cả đều là mệt nhọc. Thái sư phụ Trương Tam Phong đang vận khí chữa thương cho Trương Vô Kỵ. Thái sư phụ. Hô. Võ đang thất hiệp nhìn thấy Tống Thanh Thư đến, định chỉ điều tức, thấy Tống Thanh Thư không có việc gì trên mặt tất cả đều là tươi cười. Thanh Thư không có việc gì là tốt rồi. Đúng, tìm Thư uyển đúng. Thanh Thư tốt lắm. Không hổ là đệ tử võ đang ta thiếu niên anh hào so với nhị sư thúc ngươi trước kia mạnh hơn nhiều tốt lắm lúc trước tống thanh thư liều mạng cứu trương vô kỵ mặc dù lỗ mãn nhưng xuất phát điểm là tốt bình thường bọn họ có thể phải giáo dục thật tốt không thể để cho tống thanh thư xúc động như thế nhưng hiện tại tống thanh thư có thương tích chỉ có thể về sau nhắc lại du liên chu đứng hàng thứ hai võ đang thất hiệp thấy trong mắt tống thanh thư nghi hoặc quay đầu nhìn trương vô kỵ cách đó không xa đang bị trương tam phong trị liệu thở dài đứa nhỏ này chính là con của ngũ sư thúc ngươi trương vô kỵ đứa nhỏ này sau khi bị bắt đi chịu không ít khổ sở trên người tất cả đều là vết thương những thứ này cũng tốt phiền toái duy nhất chính là đứa nhỏ này trúng một loại chưởng pháp vô cùng âm ngoan huyền minh thần chưởng tống viễn kiều vỗ vỗ tống thanh thư thanh thư ngươi ra ngoài đi ta cùng các vị sư thúc còn phải chữa thương cho Trương Vô Kỵ. Ngươi đi theo Tam sư bá đi. Tam sư bá ngươi? Ai? Ngươi đi sẽ biết. Giờ khắc này, trên mặt Võ Đang thất hiệp tất cả đều là tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Thanh thư, đi thôi. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, sau này chúng ta sẽ giải thích với ngươi. Tam sư thúc ngươi vì chuyện ngũ sư thúc, hiện tại lại giống như trước kia, không nói một lời chúng ta lo lắng hắn gặp chuyện không may. Đúng, Tam sư thúc ngươi từ nhỏ đã yêu thích ngươi, ngươi đi khuyên nhủ đi. Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kỵ vẻ mặt thống khổ, trong lòng vô cùng phức tạp. Cùng kính hành lễ. Vậy thì đi qua xem Tam thúc. Chương 10, Ân tố tố nghĩa tử, Thiên ưng giáo thiếu chủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon, push, Huyền Minh thần trưởng, quả nhiên sợ. Thái sư phụ cùng các vị sư thúc cùng nhau trị liệu cũng không thể ổn định. Nhận thức của Tống Thanh thư đối với Huyền Minh thần trưởng lại tăng lên một phần. Tống sư huynh. Tống sư huynh. Tống Thanh thư vừa ra khỏi cửa, ngoài cửa đã có người la lên. Tống Thanh thư vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại võ đang chuyện lớn nhất chính là trị liệu Trương Vô Kỵ. Hiện tại trong trí nhớ của hắn không có gì xảy ra. Đệ tử này sao lại vội vàng như vậy? để tử hành lễ nói, Tống sư huynh là người thiên ưng giáo tới. Bọn họ một mực ở núi Võ Đang, hiện tại biết Tống sư huynh tỉnh, nhất định phải gặp mặt. Tống Thanh thư cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi về phía tiền điện. Trong điện, Ân Vô Phúc ba huynh đệ đã đang chờ. Nhìn thấy Tống Thanh thư đến, liên tục đại lễ. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Tống Thanh thư vội vàng nâng hai người dậy trong lòng một trận mờ mịt thiếu chủ hắn làm sao lại là thiếu chủ tình huống gì có chuyện gì vậy ba vị tiền bối các ngươi ân vô phúc cười cười phất phất tay ngoài cửa một đám thiên ưng giáo đệ tử nâng mấy cái rương thật lớn đi vào thiếu chủ nơi này có nhân sâm trăm năm ngọc khí đang dược còn có năm ngàn lượng hoàng kim tống thanh thư càng thêm bối rối hắn thật sự không hiểu lễ lớn như vậy tiền bối đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vãn bối thật không hiểu các ngươi có chuyện gì muốn tìm võ đang thương nghị sao ta đi gọi sư thúc ân vô thọ cười nói thiếu chủ ngài lúc trước vì nhi tử của tiểu thư mà liều mạng cứu giúp chuyện này chúng ta đều nhìn thấy tuy nói chỉ là nhất thời tình thế cấp bách nhưng chuyện này chúng ta phải nhớ nói xong một trận thở dài Tiểu thư tuy rằng đã chết, nhưng trước khi đi tiểu thư đã dặn dò chúng tôi, ngài chính là nghĩa tử của nàng. Ân Vương đối với thiếu chủ ngươi cũng tán thành. Ân Vương cũng nói, ngươi gọi hắn một tiếng cửu cửu, cháu trai ngươi hắn nhận. Cái này. Tổng Thanh thư cười khổ một trận. Việc này náo loạn vốn là kế sách dưới tình thế cấp bách, hiện tại đột nhiên trở thành nghĩa tử của ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn cùng ngũ thẩm Ân Tố Tố hơn nữa cậu ân giả vương còn đồng ý. Tiền bối. Việc này. Ân vô phúc tiếp tục nói. Thiếu chủ, việc này phụ thân ngươi Tống Đại Hiệp đã đồng ý. Cô gia Trương Thúy Sơn và Võ đang Thất Hiệp vốn tình như thủ túc, kỳ thật có nhận hay không đều giống nhau. Tống Thanh Thư có chút ngoại ý muốn, phụ thân hắn cư nhiên đồng ý. Có thể kể cho tôi nghe chuyện lúc trước không? Ân vô phúc ba huynh đệ, trên mặt một trận phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ. Ba người bắt đầu giải thích. Lúc trước sau khi thiếu chủ té xỉu, võ đang thất hiệp đã biết người đã thương du tam hiệp chính là tiểu thư và ân vương. Cô gia trong nháy mắt khó có thể tiếp nhận. Lúc ấy ân vương ở đó, chúng tôi cũng ở đây, tiểu thư sợ ân vương gặp chuyện không may, gánh vác tất cả. Tạ tốn, du tam hiệp, hơn nữa chúng ta đã cứu vô kỵ, tất cả mọi thứ cộng lại, cô gia vì đối với thiên hạ, đối với võ đang, đối với du tam hiệp đều phải có một câu trả lời thỏa đáng cuối cùng vung kiếm tự vẫn tiểu thư đi theo cô gia lúc tiểu thư rời đi cố ý dặn dò thiếu chủ có ân với vợ chồng bọn họ ân tình này hy vọng ân vương tới trả tiểu thư nhận ngài là nghĩa tử ân vương cũng đồng ý võ đang thất hiệp mặc dù có chút ý nghĩ nhưng trương vô kỵ thiếu chủ phụ mẫu song vong gặp đã kích lớn như thế sợ đối với trương vô kỵ thiếu chủ về sau trưởng thành không tốt thiếu chủ ngươi lớn hơn trương vô kỵ mấy tuổi lấy danh nghĩa ca ca chiếu cố có lẽ sẽ tốt hơn một chút việc này xem như đã định rồi tống thanh thư hiểu không nghĩ tới trong đó còn có nhiều chuyện như vậy mặc dù có khác biệt với trí nhớ của hắn nhưng kết quả hình như không có gì khác nhau nếu các vị sư thúc đều đồng ý hắn cũng không tiện cự tuyệt đa tạ ba vị tiền bối ân vô phúc ân vô lộc ân vô thọ đối với tống thanh thư khẽ hành lễ thiếu chủ chúng ta đi trước sau này hành tẩu giang hồ gặp phải phiền toái gì đừng quên chúng ta nhất định nhất định tống thanh thư đứng dậy đưa mấy người ra ngoài đưa đến chân núi võ đan thiếu chủ dừng bước ân vô phúc ba huynh đệ lên ngựa rời đi tống thanh thư nhìn bóng lưng ba người rời đi không biết nên cao hứng hay là bất đắc dĩ thiên ưng giáo thiếu chủ còn có lúc trước bởi vì cứu trương vô kỵ hiện tại hắn thành thiếu niên anh hào danh mãn giang hồ đi hỏi tam thúc đi chỉ sợ phụ thân còn có các vị thúc thúc đáp ứng ta làm ca ca của trương vô kỵ không đơn giản như ân vô phúc nói tổng thanh thư cảm thấy trong đó hẳn là có cái gì giấu giếm một lát sau đi tới bên ngoài phòng chú ba du đại nham tổng sư huynh tổng sư huynh thủ vệ đệ tử hơi hành lễ đang muốn đi vào thông báo bị tống thanh thư trực tiếp ngăn cản cốc 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 tạm thúc còn là thanh thư vào đi giọng nói khàn khàn của du đại nham vang lên tống thanh thư hít sâu một hơi đẩy cửa vào du đại nham nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ trong mắt tất cả đều là hối hận cùng tự trách nhìn thấy tống thanh thư hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười chỉ là nụ cười này tràn ngập chua xót vô tận thanh thư không sao chứ tống thanh thư ngồi xuống bên cạnh cười cười không có việc gì tỉnh dưỡng một thời gian là tốt rồi trong phòng lâm vào yên tĩnh tống thanh thư không biết mở miệng như thế nào khuyên bảo như thế nào hắn biết rõ cái chết của ngũ sư thúc đối với tam sư thúc trùng kích rất lớn rất lớn trong phòng chỉ có tiếng gió nhẹ gào thét hồi lâu sau du đại nham mở miệng nói gặp qua người của thiên ưng giáo rồi ừ gặp tống thanh thư đáp lại vừa tiễn bọn họ ra khỏi núi võ đan du đại nham thở dài thanh thư để ngủ thẩm con nhận con là nghĩa tử là chúng ta đồng ý cho ngươi có quan hệ với thiên ưng giáo tam thúc không xứng đáng với ngươi tống thanh thư lắc đầu không có việc gì võ đan bởi vì ngủ thẩm quan hệ vốn là kéo cùng một chỗ bao nhiêu cũng không phân biệt. Vô kỵ bất kể thế nào cũng là thiếu chủ của thiên ưng giáo, hắn lại là con trai duy nhất của ngũ sư thúc, quan hệ này vốn phức tạp. Du Đại Nham thở dài nói. Đúng vậy. Nhưng. Hắn mặc dù biết, nhưng để cho thanh thư cùng thiên ưng giáo có quan hệ, vẫn không làm thất vọng đứa nhỏ này. Muốn nghe chuyện lúc trước không? Ba huynh đệ ân gia đã nói qua. Tổng thanh thư đáp lại. Trong mắt du đại nham tất cả đều là cây đắng, thanh âm trầm thấp vang lên. "Thanh thư, suy đoán lúc trước của cậu, tôi vẫn ghi tạc trong lòng." "Ta cũng đang suy nghĩ, mặc dù không có quyết định, ta thật sự đang suy nghĩ, rốt cuộc là đối với Thiên Ưng giáo tàn nhẫn hơn một chút, hay là đối với đám người giả mạo võ đang thất hiệp kia nhiều hơn một chút." Ngày đó, võ đang thất hiệp đối chiến thiếu lâm thần tăng, ta ở bên ngoài quan sát. Ta nghe được tiếng trống giận kia, Phẫn nộ trong lòng vẫn không kiềm chế được. Chuyện sau đó, chính là sau khi ngươi hôn mê. Ngũ Thẩm của con vì sự an toàn của anh trai Ân Vương và mọi người Thiên Ưng giáo đã nói ra tất cả. Nàng chỉ cầu buông tha Ân Vương, còn có chiếu cố tốt hài tử của nàng. Ngũ sư thúc của ngươi sao có thể để một nữ tử chịu đựng, vùng kiếm tự vẫn kết thúc tất cả. Ngũ Thẩm của ngươi vì hài tử cầu xin mọi người chúng ta nhận ngươi là nghĩa tử ngũ thẩm ngươi nói phụ thân vô kỵ đã chết ngươi lại cứu vô kỵ ân tình này lớn hơn trời vô kỵ phải nhớ cả đời trưởng huynh như phụ muốn vô kỵ cả đời sẽ tôn kính ngươi chúng ta cực lực khuyên can nhưng ngũ thẩm ngươi vẫn kiên trì võ đang thất hiệp vốn là tình như thủ túc thêm một danh phận thiếu một danh phận kỳ thật không ngại cho nên chúng ta đáp ứng nói xong thanh âm du đại nham thay đổi thanh âm vốn khàn khàn tràn ngập hối hận vô tận lúc ấy lúc ấy chúng ta không nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy vô kỵ có ca ca như ngươi ở lại võ đang cũng tốt nhưng nhưng chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới ngũ thẩm của ngươi cùng ngũ sư thúc đi là chúng ta ngốc là chúng ta ngốc chúng ta hẳn là biết ngũ thẩm ngươi nói vậy rõ ràng là đang ủy thác tống thanh thư nhìn bộ dáng đe dọa của chú ba trong lòng vô cùng đau lòng chú ba đây không phải lỗi của chú ngũ sư thúc vì đại nghĩa trong lòng mà chết ngũ thẩm vì ngũ sư thúc mà tự tử đây đều là lựa chọn của bọn họ điều duy nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc tốt vô kỵ để cho bọn họ an tâm du đại nham làm sao không biết nhưng cậu không vượt qua được cái hố trong lòng mười năm này hắn một mực lo lắng ngũ đệ lần này khó gặp được không nghĩ tới bởi vì chuyện của mình mà rời đi lần nữa mà lần này vẫn là vĩnh viễn. Thanh thư, ngũ thẩm ngươi tuy nhận ngươi là nghĩa tử, thành thiếu chủ thiên ưng giáo. Nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ đạo hiệp nghĩa võ đan. Thanh thư, hiểu rồi. Tổng thanh thư đáp lại. Đi thôi. Ánh mắt du đại nham lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm bình tĩnh vang lên. Tổng thanh thư trong lòng thở dài một tiếng trực tiếp rời đi, muốn tam sư thúc tiêu tan trong thời gian ngắn là không thể nào chú ba khổ quá vốn nằm trên giường mấy chục năm có thêm đã kích hiện tại hát ngọc đoạn tục cao ai tống thanh thư ngồi trên bậc thang bên ngoài trong lòng ngũ vị tạp trần có lẽ chú ba khôi phục thân thể có thể tiêu tan rất nhiều nhưng hát ngọc đoạn tục cao làm sao làm làm ở đâu thứ này luôn là bí mật sau này triệu mẫn biết nhưng bây giờ triệu mẫn mới bao nhiêu tuổi dựa theo trí nhớ Triệu Mẫn so với Trương Vô Kỵ đều còn nhỏ hơn mấy tuổi, bây giờ chính là một đứa bé. Tìm ai? Muốn chỉ có thể tìm cha Triệu Mẫn Nhữ Dương Vương. Hắn đã từng nghĩ tới có nên hay không nói cho võ đang thất hiệp, nhưng nắm lại vẫn là phủ định. Nhữ Dương Vương binh mã đại nguyên soái, võ đang thất hiệp đi qua chỉ có phần chịu chết. Đó không phải là tìm thuốc mà là tìm chết. Giang hồ này, khắp nơi đều là người số khổ a. À chỉ có thể ở bên tam thúc nhiều hơn hảo hảo giáo dục tên ngốc trương vô kỵ này cũng không thể để cho hắn đơn thuần như trước vô kỵ vui vẻ tam thúc có lẽ sẽ khá hơn một chút Tổng thanh thư nhớ tới vết thương trên người trương vô kỵ lúc trước còn có thống khổ trên mặt lắc đầu một trận huyền minh thần trưởng nhất đẳng âm độc công pháp đây là cái gì thống khổ a à? hơn nữa lúc này vừa mới bắt đầu về sau còn có rất nhiều năm ngẫm lại hắn cũng có chút nghĩ mà sợ nhân vật chính cũng không phải dễ làm như vậy không chịu đựng huyền minh thần trưởng mấy năm nay cho dù trương vô kỵ có được cửu dương thần công cũng không thể trực tiếp đại thành tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc giao su sinh com ta vẫn là tuần tự tiến hành đi tống thanh thư đứng dậy hướng thư phòng đi ra không thể tu luyện nhìn xem võ học cũng tốt hắn đối với trương vô kỵ nhân vật chính này một chút cũng không hâm mộ từ nhỏ ở băng hỏa đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài, khó có được trở về kết quả liền bị đánh. Sau đó là cha mẹ đều mất, đang chịu đựng huyền minh thần trưởng tra tấn phi nhân. Tuy rằng cuối cùng rất lợi hại, nhưng cái giá phải trả rất lớn, rất lớn. Đổi lại là hắn, hắn thật sự không cảm thấy mình gánh vác được. Hắn hiện tại không phải cái kia không hiểu võ học ngu ngốc, mà là võ đang truyền nhân. Cửu dương thần công loại này cao thâm võ học, cũng không phải là người nào đạt được liền có thể luyện thành, hơn nữa trực tiếp vô địch thiên hạ. Trương Vô Kỵ có thể lợi hại, võ học thiên phú cực cao là một mặt, còn có một mặt là hắn nhìn những năm này huyền minh thần trưởng. Bởi vì huyền minh thần trưởng nguyên nhân, Thái sư phụ Trương Tam Phong vì ổn định Trương Vô Kỵ thương thế, hao phí không biết bao nhiêu năm công lực tại Trương Vô Kỵ trong cơ thể ổn định thương thế. Kỳ thật sư thúc còn không tính. Các loại trùng hợp cùng một chỗ. Trương Vô Kỵ mới có thể 20 tuổi liền cửu dương thần công đại thành, cuối cùng thêm càng không đại la gì bắt đầu vô địch. Chính mình cho dù có được cửu dương thần công năng luyện thành cái dạng gì, cho dù không tẩu hỏa nhập ma luyện thành, cũng không có nội lực vẫn là vô dụng. Năm đó, đồ đệ của Hoàng Dược Sư Mai Siêu Phong đã đạt được cửu âm chân kinh, kết quả thì sao? Cửu âm bạch cốt trảo. Vô địch sao? Đạt được một quyển võ công bí tịch cao thâm, lập tức vô địch thiên hạ, không thực tế. Cửu dương thần công vẫn là cho Trương Vô Kỵ, về sau để cho hắn dạy chính mình là được. Trương Vô Kỵ còn hai năm ở Võ Đan, ngày này nhất định rất thú vị. Nghĩ vậy, khóe miệng Tống Thanh Thư lộ ra một tia mỉm cười. Trưởng huynh như phụ, cái này có ý tứ. Thời gian hai năm cũng không ngắn.